Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 176 con tin của Phan Thiên. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đã bị sốc khi thấy Hà Ngọc Lan mạnh mẽ như vậy. Bọn họ không biết rằng vừa rồi Hà Ngọc Lan thực sự chỉ dùng 30% sức mạnh. Nếu vừa rồi Hà Ngọc Lan cố hết sức với cú đá đó, đội trưởng đội an ninh chắc chắn sẽ chết. Nhìn thấy Hà Ngọc Lan đã đánh gục tất cả các bảo vệ, Lệ Uy Long nói với Hà Ngọc Lan, Hà Ngọc Lan, cô tới giúp đỡ và bảo vệ cô ấy và Nguyễn Tú Cẩm. Được, Hà Ngọc Lan lập tức đi tới, dìu Chu Nhược Mai đang buồn ngủ. Sau đó, Lệ Uy Long lạnh lùng đi về phía Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy. Ba người bọn họ đã tấn công vợ anh phải tự tay trừng trị bọn họ. Lệ Uy Long, anh muốn làm gì? Phan Thiên run rẩy hỏi khi thấy Lệ Uy Long đang lạnh lùng đi về phía mình. Phan Thiên, anh không chỉ định hãm hại vợ tôi, còn dám đánh Nguyễn Tú Cẩm thê thảm như vậy. Tôi muốn anh phải trả giá đắt vì những gì anh đã làm, Lệ Uy Long nói. Anh quyết định xử lý Phan Thiên đầu tiên, sau đó đến Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy. Đừng mà, tôi biết sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi đi. Phan Thiên không sợ Lệ Uy Long. Nhưng có một người phụ nữ mạnh mẽ ở bên cạnh Lệ Uy Long, hắn ta phải cầu xin tha tội. Tha cho anh sao, vừa rồi anh rất kiêu ngạo mà, anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tha cho anh hả? Lệ Uy Long nói. Anh muốn làm gì? Phan Thiên hỏi. Anh không phải muốn tôi oán hận mà đến tắm máu nhà hàng Đại Thành sao? Tôi sẽ dùng máu của anh để rửa nhà hàng của anh. Lệ Uy Long nói xong, lập tức đã đi tới trước mặt Phan Thiên. Phan Thiên sợ tới mức hồn bay phách lạc, anh làm sao biết tôi muốn anh tắm máu nhà hàng Đại Thành của tôi vậy? Khi nãy Nguyễn Tú Cẩm gọi cho điện cho tôi, cô ấy không có cúp máy, tôi đã nghe hết các người nói chuyện rồi. Lệ Uy Long nói. Nghe những gì Lệ Uy Long nói, mọi người mới hiểu ra là vừa nãy Nguyễn Tú Cẩm đã gọi điện cho Lệ Uy Long, cô ấy lại còn không cúp máy, chẳng trách Lệ Uy Long biết được mọi chuyện ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay cả Nguyễn Tú Cẩm không biết điều đó, trong lúc vội vàng, cô ấy đã không có thời gian cúp máy, vì vậy đã cất luôn điện thoại vào túi quần. Phan Thiên thấy Lệ Uy Long không chịu buông tha mình, trong lòng hoảng sợ kéo Chu Lệ Ngọc tới chắn trước người mình, run rẩy nói với Lệ Uy Long, đừng tới đây, nếu không tôi sẽ giết em dâu của anh. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chu Lệ Ngọc không bao giờ tưởng tượng rằng Phan Thiên sẽ bắt mình làm con tin khi có tai họa. Mình còn tìm cách giúp hắn ta có được Chu Nhược Mai nữa, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Nhưng vấn đề là lấy cô ta ra làm con tin có tác dụng gì sao? Lệ Uy Long cũng không ngờ Phan Thiên lại bắt Chu Lệ Ngọc ra làm con tin này không có ý nghĩa gì với anh cả. Bởi vì còn muốn trừng trị Chu Lệ Ngọc. Lệ Uy Long, tôi là em dâu của anh, đừng có làm loạn. Chu Lệ Ngọc thực sự lo lắng Lệ Uy Long nổi giận sẽ giết chết cả mình và Phan Thiên. Vì vậy cô ta mới sử dụng thân phận em dâu để cầu xin. Hừ, cô bây giờ mới nhớ là em gái của Dư Hân sao, lại còn nhận là em dâu của tôi hả? Không phải vừa rồi cô không muốn nhận người chị như Dư Hân, rồi muốn hủy hoại cô ấy sao? Lệ Uy Long chế nhạo. Sau khi Lệ Uy Long nói xong, đột nhiên đấm ra. Bốp! A! Phan Thiên hét thảm một tiếng và bay về phía sau. Tuy nhiên, Chu Lệ Ngọc vẫn bình an vô sự. Cú đấm mà Lệ Uy Long vừa đánh là từ đỉnh đầu của Chu Lệ Ngọc và đánh vào người của Phan Thiên. Vì Chu Lệ Ngọc thấp hơn Phan Thiên, Lệ Uy Long đã đấm một phát vào trán của Phan Thiên. Chương 177 tôi không hứa là không dùng chân. Hiện tại anh không muốn đánh Chu Lệ Ngọc, mà muốn xử lý Phan Thiên trước, sau đó mới xử lý cô ta. Một người đàn bà yếu đuối như Chu Lệ Ngọc hoàn toàn không thể chịu nổi cú đấm của anh. Nếu cô ta cứ thế mà chết thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Lệ Uy Long đã nhìn thấy rất nhiều người bắt con tin, với một kẻ thiếu kiên nhẫn và không có vũ khí trong tay như Phan Thiên, dám học đòi người khác mà bắt cóc con tin trước mặt Lệ Uy Long thì chỉ có con đường chết. Bốp, Phan Thiên đập vào tường, rồi từ từ rơi xuống đất. Phụt, khi Phan Thiên ngã xuống đất, anh ta phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy Phan Thiên bị Lệ Uy Long đánh cho đến nôn ra máu. Các nhân viên bảo vệ một lần nữa bị sốc, nhưng vì họ cũng bị thương nên chỉ đành bất lực. Trên thực tế, cú đấm vừa rồi của Lệ Uy Long chỉ sử dụng 30% sức mạnh mà thôi. Mặc dù muốn san bằng nhà hàng Đại Thành, nhưng anh không muốn phạm tội giết người. Sau khi Lệ Uy Long đánh bay Phan Thiên bằng một cú đấm, anh nhìn chằm chằm vào Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đang run như cầy sấy.
Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy bị ánh mắt giết người của Lê Uy Long nhìn chằm chằm, sợ hãi đến mức như thể mất hồn, bọn họ biết sắp có họa lớn ập xuống đầu mình rồi. Chu Lệ Ngọc nhìn thấy vừa rồi Lê Uy Long dữ tợn như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho cô ta liền chạy đến chỗ Chu Nhược Mai, lấy điện thoại di động ra trả lại cho cô, sau đó run rẩy nói chị, em trả lại điện thoại cho chị đây, chị mau bảo chồng chị đừng đánh em. Chu Nhược Mai nhận lại điện thoại, nói, bây giờ cô mới biết tôi là chị gái cô. Đến chị gái mà cô còn dám bán đứng, đúng là táng tận lương tâm, cô còn dám xin tôi nói giúp cho cô sao? Chu Lệ Ngọc đột nhiên sợ hãi, bụp một tiếng, cô ta quỳ xuống trước mặt Chu Nhược Mai, ôm chân cô mà nói, em biết mình sai rồi, sẽ không dám nữa. Chị ơi, chị xin anh rể tha cho em đi. Chu Nhược Mai lúc này lại cảm thấy bối rối, thậm chí còn quên Chu Lệ Ngọc đã làm gì với cô trước đây. Thấy Chu Lệ Ngọc quỳ xuống cầu xin thì cô mềm lòng nói với Lệ Uy Long, Lệ Uy Long, anh không được phép đánh Phi Phi, đã biết chưa? Lệ Uy Long không ngờ rằng Chu Nhược Mai bị Chu Lệ Ngọc bán đứng mà còn nói đỡ cho cô ta. Vợ mình thật tốt bụng. Được rồi, vì em đã cầu xin cho cô ta, vậy thì anh sẽ nể mặt anh mà không ra tay với cô ta. Lệ Uy Long nói. Chu Lệ Ngọc nghe thấy Lệ Uy Long đồng ý tha cho cô ta, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô ta không ngờ rằng Chu Nhược Mai bị cô ta bán đứng mà vẫn nói đỡ cho cô ta. Hơn nữa, Lệ Uy Long lại nghe lời vợ mà tha cho cô ta. Cô ta sợ Lệ Uy Long sẽ hối hận nên lập tức đứng dậy bỏ chạy. Khi Trần An Huy nhìn thấy Chu Lệ Ngọc bỏ chạy, anh ta cũng nhân cơ hội chạy theo. Nơi này không thích hợp để ở lâu, huống hồ đợi một lúc nữa Lệ Uy Long hối hận thì sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa. Vì sức mạnh của người phụ nữ đi theo Lệ Uy Long quá khủng khiếp, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy chỉ muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này càng sớm càng tốt. Về phần tên vô dụng Phan Thiên kia có sống hay chết, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy cũng không quan tâm đến nữa. Khi Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy trốn thoát, anh thực sự không ngăn cản, mà dùng chân đá vào hai cây dùi cui điện trên mặt đất. Hai chiếc dùi cui điện này được bảo vệ ném xuống đất trước đó, hiện tại chúng bay thẳng về phía Chu Lệ Ngọc và Trần An Cương. Mặc dù Lệ Uy Long đã hứa với Chu Nhược Mai sẽ không ra tay với Chu Lệ Ngọc, nhưng anh không hứa là sẽ không dùng chân. Chu Lệ Ngọc, Trần An Huy và Phan Thiên cùng nhau ra tay hãm hại vợ mình, làm sao anh có thể dễ dàng buông tha cho chúng như vậy? Khi Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đang mừng thầm vì có thể thoát khỏi thảm cảnh, họ bất ngờ bị một cây dùi cui điện bắn trúng. Chu Lệ Ngọc và Trần An Cương đang chạy thì bị dùi cui điện đập vào chân, lập tức ngã về phía trước. Hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã dập mặt xuống đất. Lệ Uy Long, tại sao anh lại trở mặt? Vừa rồi không phải đã hứa với tôi là không ra tay với Phi Phi sao? Anh có còn là đàn ông không? Sao có thể làm như vậy? Chu Nhược Mai chất vấn. Chương 178 mày sẽ không tránh khỏi liên quan được đâu. Anh không hề ra tay với cô ta. Anh chỉ dùng chân đá vào hai chiếc dùi cui điện. Lệ Uy Long tỏ ra ngây thơ mà nói. Chu Nhược Mai cạn lời. Bởi vì Lệ Uy Long thật sự chỉ dùng chân đá. Sau khi Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy ngã xuống, đầu đập xuống đất trước, trong mắt như thể đầy sao vàng, trên trán nổi lên một cục u lớn. Cả hai không dám bỏ chạy nữa mà nằm ra đất giả chết. Lệ Uy Long lúc này không còn chú ý đến Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nữa, mà nhặt con dao gọt hoa quả mà Phan Thiên đã làm rơi trên mặt đất trước đó, đi về phía Phan Thiên. Bởi vì Phan Thiên có ý đồ xấu với vợ mình. Lại còn đánh Nguyễn Tú Cẩm một cách thậm tệ, đây là điều anh không thể tha thứ nhất. Lệ Uy Long, anh, làm gì vậy? Phan Thiên vô cùng kinh hãi khi thấy Lệ Uy Long cầm dao gọt hoa quả đi về phía mình, hắn ta run rẩy hỏi. Hiện tại hắn ta đã bị thương nặng, như thế mà vẫn không muốn buông tha cho hắn ta sao? Tao sợ mày không biết rằng tao là một người tàn nhẫn, vì vậy tao sẽ cho mày thấy thế nào mới là tàn nhẫn. Lệ Uy Long nói. Anh chỉ một cú đấm đã đánh tôi thương nặng, hơn nữa đã đả thương những nhân viên bảo vệ của nhà hàng Đại Thành của tôi. Tôi đã biết anh tàn nhẫn thế nào rồi, vì vậy không cần phải cho tôi xem nữa đâu. Phan Thiên nói. Không, một số bài học phải thật sâu sắc để mới không thể nào quên được. Chút vết thương nhỏ này thì tính là cái gì? Tao sợ rằng khi mày lành vết thương thì lại tái phạm lần sau. Lệ Uy Long nói. Vậy thì anh muốn gì? Phan Thiên hỏi. Nguyễn Tú Cẩm vì cứu vợ tao mà cào mặt mày một chút, nhưng mày lại tát sưng mặt cô ấy, hơn nữa còn muốn dùng dao cào rạch mặt để hủy hoại khuôn mặt của cô ấy. Mày thật sự quá độc ác, bây giờ tao sẽ đáp trả lại,
khiến mày trải nghiệm cảm giác bị hủy hoại nhan sắc là như thế nào. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Phan Thiên run lên vì sợ hãi, vội vàng cầu xin, không. Tôi sẽ không dám nữa, xin đừng làm hỏng mặt tôi. Hắn ta từ trước đến nay đều quan tâm đến dung nhan của mình, nếu như dung mạo bị phá hỏng thì hắn ta không sống nổi, thà chết còn hơn. Con gái nhà người ta thích làm đẹp như thế, mày còn muốn phá hỏng ngoại hình của người ta, mày là đàn ông, làm gì phải quan tâm đến gương mặt của mình như vậy? Lệ Uy Long nói, anh biết Phan Thiên rất quan tâm đến khuôn mặt của mình, vì vậy anh quyết định sẽ rạch mặt hắn ta. Để khiến hắn ta hoàn toàn tuyệt vọng, thay vì giết Phan Thiên chỉ bằng một nhát dao, thì sẽ phá hỏng thứ mà hắn ta quan tâm nhất, để hắn ta sống không bằng chết. Lệ Uy Long, nếu mày dám rạch mặt tao, tao nhất định không buông tha cho mày. Tao sẽ kiện mày, sẽ khiến mày ngồi tù mọt gông. Phan Thiên thấy cầu xin không được thì lập tức đe dọa Lệ Uy Long. Mày có bằng chứng không? Mày quên rằng mày đã cho người tắt camera giám sát rồi sao? Bây giờ tao có thể làm gì tùy thích? Lệ Uy Long nói. Phan Thiên vô cùng buồn bực. Vừa rồi khi đánh Nguyễn Tú Cẩm, hắn ta đã cho người tắt camera giám sát, mục đích là không để lại chứng cứ. Không ngờ cuối cùng lại khiến Lệ Uy Long được lợi. Cho dù Lệ Uy Long có phá hủy gương mặt hắn ta cũng không có cái gì làm bằng chứng. Đây thật là tự chuốc họa vào thân, đáng đời. Đừng làm loạn, cho dù không có vật chứng thì vẫn có nhân chứng, ở đây có nhiều bảo vệ như vậy, nếu mày dám phá hủy khuôn mặt của tao, bọn họ sẽ làm chứng cho tao, mày sẽ không tránh khỏi liên quan được đâu. Chương 179 Phan Thiên bị rạch mặt. Nếu mày không sợ thân bại danh liệt thì cứ việc báo cảnh sát đi. Vừa rồi Nguyễn Tú Cẩm gọi điện cho tao, những lời mày nói đều đã được ghi âm lại. Nếu có người biết mày bỏ thuốc cho vợ tao, muốn tống tiền cô ấy để cướp hạng mục của tập đoàn Galaxy cho nhà họ Phan và nhà họ Trần, người khác sẽ nghĩ như thế nào, khi đó cảnh sát sẽ đứng về phía tao hay đứng về phía mày đây? Lệ Uy Long nói. Phan Thiên mồ hôi nhễ nhại. Không ngờ Lệ Uy Long lại ghi âm. Nếu mọi người biết những gì hắn ta đã làm, không chỉ hắn ta thân bại danh liệt, mà toàn bộ nhà họ Phan sẽ xong đời. Được rồi, không phải mày muốn xem khiến nhà hàng Đại Thành của mày chìm trong biển máu sao? Hiện tại tao mới chỉ đánh mày một chút, vẫn chưa là gì cả, tao nên khiến mày mất thêm tí màu mới đúng. Lệ Uy Long vừa nói vừa nghịch con dao gọt hoa quả trên tay. Anh không vội ra tay, anh muốn nhìn bộ dạng đau khổ và sợ hãi của Phan Thiên trước. Phan Thiên giờ đây cuối cùng cũng nhận ra được đạo lý rằng kẻ ác nói quá nhiều sẽ chết, nếu không phải lúc trước quá kiêu ngạo và không nói ra nhiều bí mật như vậy thì Lệ Uy Long sẽ không có nhiều thông tin và tìm được đến đây. Nếu như trước đây hắn ta trực tiếp cho người khống chế Nguyễn Tú Cẩm thì cô đã không gọi điện thoại được cho Lệ Uy Long, hiện tại chắc chắn hắn ta đang hưởng thụ vợ của Lệ Uy Long là Chu Nhược Mai rồi. Chỉ cần theo kế hoạch ban đầu, vừa thưởng thức Chu Nhược Mai vừa quay video lại. Hắn ta đã có thể ép Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không được nói với Lệ Uy Long về điều này, như vậy tình hình hiện tại đã không xảy ra. Phan Thiên quá hối hận, vừa rồi hắn ta vẫn chưa thành công, sao lại nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn ta biết có cầu xin Lệ Uy Long cũng vô dụng, nhớ tới Chu Nhược Mai vừa rồi nói Lệ Uy Long không được đánh Chu Lệ Ngọc nhưng anh vẫn ra tay như thường. Hắn ta quyết định sẽ cầu xin Chu Nhược Mai, vì Lệ Uy Long luôn nghe lời Chu Nhược Mai, có lời của cô. Lệ Uy Long rất có thể sẽ bỏ qua cho hắn ta. Vì vậy Phan Thiên lập tức nói với Chu Nhược Mai đang đứng từ xa, cô Dư Hân, xin em nể mặt tình yêu sâu sắc của tôi dành cho anh, xin hãy để chồng em tha cho tôi lần này. Chu Nhược Mai lúc này đang cảm thấy rất khó chịu vì tác dụng của thuốc, khi nhớ tới Phan Thiên đã bỏ thuốc cho mình, trong lòng cô đầy lửa giận nói, Phan Thiên, đồ đê tiện, anh lại dám dùng thủ đoạn đê tiện đó với tôi, hơn nữa, anh lại còn định dám hủy hoại nhan sắc của bản thân tôi. Anh đúng là đáng chết. Phan Thiên mồ hôi đầm đìa, hắn ta không ngờ Chu Nhược Mai lại tàn nhẫn như vậy, hắn ta còn có thể cầu xin cô giúp đỡ được nữa không? Khi Lệ Uy Long nghe Phan Thiên nói điều đó với Chu Nhược Mai, anh nhớ rằng Phan Thiên đã từng quấy rầy vợ anh, hơn nữa còn từng mang nhẫn kim cương đến nhà tặng vợ anh, nghĩ vậy, trong lòng anh càng khó chịu. Vợ tao nói rằng hận không thể chém mày thành trăm nghìn mảnh, mày nên chấp nhận số phận của mình đi. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Không cần, tôi sai rồi, lần này xin hãy buông tha cho tôi. Tôi thực sự biết mình sai rồi, sẽ không bao giờ dám đánh vợ anh nữa. Phan Thiên sợ đến phát khóc. Nhưng Lệ Uy Long không muốn nói chuyện vô nghĩa với Phan Thiên, vung con dao gọt hoa quả trên tay, chém thẳng vào mặt Phan Thiên. Ánh sáng từ con dao lóe lên,
khuôn mặt của Phan Thiên ngay lập tức có vô số vết cắt. Sau khi ánh sáng lưỡi dao lóe lên, Phan Thiên cảm thấy đau đớn trên mặt, không ngừng hét lên. Máu chảy ra từ vết thương nham nhở trên mặt, ngay lập tức cả khuôn mặt tràn đầy máu, giống như một ác ma đẫm máu, vô cùng kinh hãi. Chương 180 thê thảm. Các bảo vệ nhìn thấy Phan Thiên bị rạch mặt không những không thương cảm mà còn cảm thấy hả hê. Bởi vì họ bị Phan Thiên hại khiến cho bị Hà Ngọc Lan đánh gãy chân. Nếu không phải do Phan Thiên chủ mưu, muốn ra tay với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, liệu bây giờ họ có bị đánh gãy chân tay không? Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đã bị sốc khi nghe thấy tiếng hét của Phan Thiên đến mức quên cả giả vờ chết, cả hai đứng dậy và nhìn Phan Thiên. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương lộn xộn và vết máu trên mặt của Phan Thiên, cả Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đều sợ hãi, họ không biết Lệ Uy Long tiếp theo sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Nguyễn Tú Cẩm cảm thấy rất nhẹ nhõm khi chứng kiến Phan Thiên bị Lệ Uy Long rạch mặt. Bởi vì vừa rồi cô ấy suýt nữa bị Phan Thiên phá hủy nhan sắc rồi. Chu Nhược Mai lúc này lại rơi vào trạng thái hoang mang, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Hà Ngọc Lan đỡ Chu Nhược Mai nhưng mặt cô ấy rất lạnh lùng, cũng không thèm nhìn Phan Thiên, giống như không có chuyện gì xảy ra, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của cô ấy. Hà Ngọc Lan biết rõ nhất về kỹ năng của Lệ Uy Long. Phan Thiên lúc này vì quá đau nên lấy tay che mặt lại, vừa lấy tay che mặt lại càng đau, khi chạm vào vết thương, hắn ta lại đau đớn đến mức thả tay ra. Sau đó, nhìn thấy lòng bàn tay đầy máu, hắn ta hoàn toàn suy sụp, lần này hắn ta xong đời rồi. Hắn ta có cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, bản thân hắn ta là một cậu chủ hào hoa phong nhã, từ nay về sau sẽ phải chịu tiếng xấu, như vậy sau này gặp người khác như thế nào đây, còn có thể đi chơi với các cô gái được sao? Hắn ta có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, hắn ta chỉ mới bỏ thuốc Chu Nhược Mai, vẫn chưa chạm vào cô mà đã bị chồng cô phát hiện và hủy hoại nhan sắc. Nếu hắn ta thực sự gây tổn hại đáng kể cho Chu Nhược Mai và bị Lệ Uy Long làm biến dạng thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Vấn đề là, Chu Nhược Mai lúc này mới bị hắn ta bỏ thuốc thì đã bị người chồng vô dụng của cô hủy hoại nhan sắc. Hắn ta càng nghĩ càng tức giận. Càng nghĩ về điều đó, hắn ta càng cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng không dám đi tìm cái chết. Hắn ta không dám liều lĩnh chiến đấu với Lệ Uy Long bây giờ, vì sợ rằng nếu khiến anh tức giận thì sẽ mất mạng. Hắn ta bắt đầu hận Chu Lệ Ngọc, nếu không phải Chu Lệ Ngọc bày trò lúc đầu, hắn ta sao có thể ra nông nỗi này được. Lúc này, Thiên Thành cũng vội vã đến hiện trường. Nhìn thấy hiện trường lộn xộn, toàn bộ nhân viên bảo vệ đều nằm dưới mặt đất, Phan Thiên thì mặt đầy máu, Thiên Thành cũng không kinh ngạc, vì cảnh tượng này trong dự đoán của anh rồi. Chỉ cần Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan chạy đến hiện trường, loại cảnh này nhất định sẽ xảy ra. Anh ấy chỉ tự hỏi. Tại sao nhiều người như vậy mà không có ai chết? Sau khi Lệ Uy Long dạy dỗ Phan Thiên, anh đi về phía Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy. Cả Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đều run lên vì sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng đôi chân của họ đã không còn theo ý mình nữa. Biết dung nhan của mình đã bị phá hủy, Phan Thiên muốn xem Lệ Uy Long đối phó với đôi nam nữ khốn nạn Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy này như thế nào. Chỉ thấy Chu Lệ Ngọc cùng Trần An Huy phải trả giá đắt thì lòng hắn ta mới cân bằng lại được. Vĩnh Thiên, em cảm thấy rất khó chịu, mau đưa em về nhà. Lúc này, Chu Nhược Mai đột nhiên nói, bây giờ cô thực sự đã đạt đến thời điểm khó chịu nhất, cô gần như nói không nên lời. Lệ Uy Long sửng sốt trong chốc lát, nhớ tới Chu Nhược Mai bị bỏ thuốc, anh xoay người đi về phía Chu Nhược Mai. Dư Hân, em sao rồi? Lệ Uy Long hỏi Chu Nhược Mai một cách quan tâm. Chương 181 Lệ Uy Long được hưởng lợi. Em cảm thấy khó chịu quá. Mau về nhà thôi, Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Được, anh lập tức đưa em về nhà. Nhìn thấy Chu Nhược Mai sắp mất kiểm soát, Lệ Uy Long đành phải quyết định đưa cô về nhà trước. Nếu thuốc phát huy tác dụng ở đây, xảy ra chuyện xấu hổ gì, về sau cô làm sao có thể gặp mọi người. Vợ của mình không thể mất mặt ở nơi công cộng được. Về phần Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy, sau này sẽ có cơ hội dạy dỗ bọn họ, không cần phải vội, danh dự của vợ mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, khuôn mặt của Nguyễn Tú Cẩm bị Phan Thiên tát khiến cho sưng tấy lên, cô ấy cần được đưa đến bệnh viện để điều trị, anh không thể vì trả thù mà bỏ mặc cô ấy được. Việc cấp bách nhất là đưa vợ về nhà và đưa Nguyễn Tú Cẩm đến bệnh viện điều trị, không phải là dạy dỗ Chu Lệ Ngọc và Trần An Cương. Vì vậy, Lệ Uy Long nói với Hà Ngọc Lan,
hãy giúp tôi đưa Nguyễn Tú Cẩm đến bệnh viện và để Lưu Bảo Thông chữa trị vết thương trên mặt cho cô ấy. Chỉ khi để một thiên tài như Lưu Bảo Thông chữa trị cho Nguyễn Tú Cẩm, Lệ Uy Long mới an tâm tuyệt đối. Vì là con gái nên Nguyễn Tú Cẩm rất chú ý đến khuôn mặt của mình, nhất định không được để lại sẹo trên mặt. Hơn nữa, Lưu Bảo Thông chắc chắn có cách khiến mặt Nguyễn Tú Cẩm nhanh chóng hết sưng. Nếu không, khuôn mặt của Nguyễn Tú Cẩm sưng tấy như vậy, mấy ngày sau cô ấy cũng không dám ra ngoài gặp người khác. Vâng, Hà Ngọc Lan nói. Thiên Thành, anh không có chuyện gì thì nhớ gói đồ ăn đến bệnh viện cho thầy Lý, Kiều Vi và Lưu Bảo Thông. Lệ Uy Long nói. Được rồi, cứ để những chuyện nhỏ này cho tôi, anh Vĩnh Thiên không cần phải bận tâm. Thiên Thành nói. Sau khi nói xong, Lệ Uy Long lập tức bế Chu Nhược Mai rời đi. Sau đó, Hà Ngọc Lan và Thiên Thành đưa Nguyễn Tú Cẩm cùng xuống lầu. Khi Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nhìn thấy ác quỷ Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan đã rời đi, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phan Thiên mặt mũi biến dạng không ngờ Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy sẽ sống sót sau thảm họa mà trốn thoát, cảm thấy rất không bình tĩnh nổi. Cặp đôi chó đẻ này còn cùng nhau bày mưu hãm hại Chu Nhược Mai, sao có thể bình an vô sự, không bị trừng phạt, mà hắn ta lại bị trừng phạt chứ? Nhìn thấy Lệ Uy Long đi cùng Chu Nhược Mai đang đỏ mặt, tâm lý của Phan Thiên càng thêm mất cân bằng, hắn ta đã tự bỏ thuốc cho Chu Nhược Mai, nhưng cuối cùng Lệ Uy Long lại được hưởng. Anh nghe nói Chu Nhược Mai đã kết hôn với Lệ Uy Long được 3 năm, nhưng cô chưa từng ngủ với Lệ Uy Long, nhưng lần này cô trúng phải chất độc này chắc chắn sẽ không kiểm soát được. Bây giờ hai vợ chồng cùng về chung một nhà, làm chuyện vợ chồng là điều đương nhiên. Phan Thiên không bao giờ ngờ được lại có kết quả như vậy. Tất cả những gì hắn ta đã làm hóa ra lại thành may váy cưới cho người khác, lần này thật sự khiến Lệ Uy Long được lợi rồi. Sau khi Lệ Uy Long xuống lầu, anh trực tiếp lái chiếc Lamborghini đưa Chu Nhược Mai về nhà. Mà Hà Ngọc Lan chở Nguyễn Tú Cẩm đến bệnh viện bằng xe Jeep, đưa cô ấy đến chỗ Lưu Bảo Thông để chữa trị. Thiên Thành quay lại nhà hàng Milky Pavilion, gọi một số món ăn và đóng gói chúng đến bệnh viện. Khi Lệ Uy Long đưa Chu Nhược Mai về nhà, Chu Nhược Mai đã rất mê mang, không thể kiểm soát được. Chương 182 Phan Thiên phát điên. Sau khi Lệ Uy Long bế Chu Nhược Mai vào phòng của cô, Chu Nhược Mai vòng tay qua cổ anh và nói điều gì đó mà bình thường chắc chắn cô sẽ không nói. Khuôn mặt của Lệ Uy Long đỏ bừng khi nghe cô nói như vậy. Hỏng rồi, thuốc đã hoàn toàn phát tác rồi, phải làm gì bây giờ? Mặc dù Chu Nhược Mai là vợ anh nhưng anh không muốn chiếm hữu cô khi cô không tỉnh táo. Từ trước đến nay, anh luôn không thích lợi dụng khi người khác khó khăn mà lấn tới, vợ chồng phải tôn trọng nhau. Nếu không, sau khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ tự trách mình. Sau 3 năm chung sống, cô chưa bao giờ để anh đụng vào, lần đầu tiên của cả hai phải diễn ra khi cả hai tỉnh táo, như vậy thì mới để lại kỷ niệm đẹp. Chỉ là lúc này Lệ Uy Long bất lực trước tình cảnh của Chu Nhược Mai, liệu anh có thể cam tâm nhìn cô chịu đựng đau khổ như thế không? Lúc này anh có chút hối hận, đáng lẽ lúc trước anh nên đưa cô đến bệnh viện cùng với Nguyễn Tú Cẩm, để La Chí Tường đưa thuốc giải độc cho cô. Tuy nhiên, bây giờ Chu Nhược Mai đã được đưa về nhà. Thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, có thể đã quá muộn để đưa cô đến bệnh viện rồi. Mặc dù Lệ Uy Long không phải là bác sĩ, nhưng anh cũng đã nghe nói rằng nước lạnh có thể làm dịu đi và ít nhất là khiến người ta tỉnh táo. Vì vậy, anh ôm Chu Nhược Mai vào phòng tắm và bật công tắc nước lạnh của bồn tắm. Sau khi bồn tắm được đổ đầy nước, Lệ Uy Long đặt Chu Nhược Mai đang bất tỉnh vào bồn tắm. Chu Nhược Mai bị ngâm trong nước lạnh, đột nhiên rùng mình, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lệ Uy Long nhìn thấy hai má Chu Nhược Mai đỏ bừng, cực kỳ quyến rũ, anh vội vàng nhìn sang bên cạnh, sợ mình không nhịn được, anh để cô trong phòng tắm mà đi ra ngoài đợi, để cô ngâm trong nước lạnh. Ở nhà hàng Đại Thành, ngay khi mấy người Lệ Uy Long rời đi, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đã đến bên cạnh Phan Thiên. Cậu chủ Huy Thành, anh thế nào rồi? Chu Lệ Ngọc hỏi. Nhà họ Phan có thế lực và nổi trội hơn nhà họ Trần. Chính vì ý đồ của cô ta đã khiến gương mặt Phan Thiên bị hủy hoại, cô ta không thể trốn tránh trách nhiệm về chuyện này, nếu để Phan Thiên trách tội thì sẽ rất phiền phức. Mặt tôi đau quá, mau lấy gương ra đây cho tôi soi, tôi muốn xem rốt cuộc vết thương nghiêm trọng đến mức độ nào. Phan Thiên gầm lên. Cậu chủ Huy Thành, anh đừng soi gương nữa, anh mau đi bệnh viện để bác sĩ chữa trị. Chu Lệ Ngọc nhìn thấy gương mặt Phan Thiên bị thương nặng như vậy, cũng không dám lấy gương cho hắn ta soi. Đừng nói nhảm, mau mang gương ra đây. Phan Thiên lại hét lên.
hắn ta chú ý nhất đến ngoại hình của mình, hắn ta sẽ không yên nếu không được soi gương. Được rồi, Chu Lệ Ngọc không còn cách nào khác, lấy gương trang điểm từ trong túi xách ra, đưa cho Phan Thiên. Phan Thiên lấy bàn tay dính máu mở gương ra xem, khi nhìn thấy người trong gương mặt bê bết máu, vết thương kinh hoàng như một con quái vật, hắn ta sốc đến mức ngã khuỵu xuống. Á á, Phan Thiên kinh hãi hét lên, nói, người trong gương này là ai? Nói cho tôi biết, người trong gương không phải tôi đúng không? Cậu chủ Huy Thành, người trong gương không phải anh, mà là quái vật, anh đừng hoảng sợ, có chúng tôi ở đây. Trần An Huy để an ủi, đành làm theo ý của hắn ta. Anh nói dối, mấy người nghĩ tôi là trẻ lên ba sao, người trong gương là tôi đã trở thành một con quái vật rồi, hu hu tôi không muốn sống nữa. Phan Thiên khóc ngay tại chỗ khi thấy mình trở nên xấu xí như vậy. Trần An Huy đổ mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng là yêu cầu chính mình nói cho hắn ta biết người trong gương không phải là hắn ta, hiện tại nói theo ý của hắn ta mà hắn ta lại không tin. Sau này tôi phải gặp người khác như thế nào đây? Sau này cưới vợ như thế nào? Cho tôi chết đi, Phan Thiên liên tục nói rằng mình muốn chết, nhưng hắn ta không có động tĩnh gì muốn chết, đây là biểu hiện điển hình cho việc tham sống sợ chết. Cậu chủ Huy Thành, anh là con trai trưởng triển vọng nhất của nhà họ Phan, cho dù anh có xấu xí thế nào cũng sẽ có vợ, cho nên anh không cần lo lắng. Chu Lệ Ngọc an ủi. Đồ khốn, nếu không phải là ý của cô, sao tôi lại có thể thành ra thế này? Các người đều đáng trách, Phan Thiên gầm lên. Cậu chủ Huy Thành, chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi được. Kế hoạch của tôi vốn dĩ không có kẽ hở gì, là do anh tự mình nói quá nhiều. Trước khi thành công, anh đã nói hết bí mật ra. Nếu không, Lệ Uy Long nhất định sẽ không biết chuyện này, Chu Nhược Mai giờ đã là người phụ nữ của anh rồi. Chu Lệ Ngọc không muốn nhận oan nên thẳng thừng nói với Phan Thiên. Cô còn dám nói sao? Cô im đi, làm sao tôi biết Nguyễn Tú Cẩm sẽ thực sự gọi Lệ Uy Long? Phan Thiên than vãn. Chương 183 cởi đồ. Tôi làm điều này vì lợi ích của anh. Tôi không mong đợi điều này xảy ra. Chuyện này nên hận Lệ Uy Long, là hắn ta đã hủy hoại gương mặt của anh. Ai có tội thì nên trả thù người đó, nếu anh muốn báo thù thì đến tìm Lệ Uy Long mà báo thù. Chu Lệ Ngọc nói. Đúng vậy, Lệ Uy Long đã làm hỏng khuôn mặt của anh nhất định phải trả thù hắn ta. Trần An Huy cũng nói. Phan Thiên cũng cảm thấy Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nói đúng, chuyện này đúng là do Lệ Uy Long gây ra. Lệ Uy Long, sớm muộn gì tao cũng sẽ băm vằm mày thành trăm mảnh, hủy hoại vợ của mày, khiến mày sống không bằng chết. Phan Thiên hung hăng nói. Cậu chủ Huy Hoàng, chuyện đâu còn có đó, chỉ sợ không làm thôi, chắc chắn sẽ có cách, bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện trước. Trần An Huy nói. Được rồi, Phan Thiên thấy chuyện đã xong, trước mắt chỉ có thể đến bệnh viện chữa trị, biết đâu bác sĩ có thể chữa lành mặt mà không để lại sẹo. Vì vậy, Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc đưa Phan Thiên xuống lầu, lái xe đưa hắn ta đến bệnh viện. Về phần các bảo vệ bị thương, Phan Thiên không có tâm trạng để ý đến bọn họ. Sau khi Hà Ngọc Lan đưa Nguyễn Tú Cẩm đến bệnh viện liền lập tức nhờ Lưu Bảo Thông chữa trị vết thương trên mặt cho cô ấy. Lưu Bảo Thông biết là do Lệ Uy Long ra lệnh nên đương nhiên không dám lơ là, lập tức đưa thuốc cho Nguyễn Tú Cẩm. Một lúc sau, Thiên Thành đưa đồ ăn cho mấy người Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh, Kiều Vi, Vũ Giáng Tuyết, Lưu Bảo Thông ăn. Lệ Uy Long đợi trong phòng 10 phút, không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng tắm, cảm thấy chất độc của Chu Nhược Mai có lẽ đã thuyên giảm rồi nên bước vào phòng tắm. Khi vào phòng tắm, Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai lại ngủ say trong bồn tắm. Lệ Uy Long không ngờ rằng Chu Nhược Mai lại có thể ngủ thiếp đi trong nước lạnh, xem ra độc dược mà cô trúng độc thực sự rất mạnh. Tuy nhiên, nhìn thấy Chu Nhược Mai đã ngủ say, anh cũng yên tâm, ít nhất sẽ không làm loạn nữa. Bởi vì lúc trước anh đặt cô vào trong bồn tắm mà không có cởi quần áo cho Chu Nhược Mai, lúc này nhìn thấy Chu Nhược Mai nằm trong bồn tắm ngủ say, mới nhận ra quần áo của Chu Nhược Mai đều đã ướt đẫm. Nếu để Chu Nhược Mai ngủ trong bộ quần áo ướt như vậy, cô chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, nếu cảm lạnh mà để lại một số bệnh thấp khớp và các di chứng khác thì thật tệ. Để tránh cho Chu Nhược Mai bị cảm lạnh, phải thay bộ quần áo ướt cho cô. Nghĩ đến việc thay quần áo của Chu Nhược Mai, tim Lệ Uy Long đập rộn ràng. Để thay quần áo của Chu Nhược Mai thì phải cởi hết quần áo ướt ra, chẳng phải như vậy sẽ bị nhìn thấy hết sao? Lệ Uy Long không dám tưởng tượng được cảnh đó nữa. Mình phải làm sao đây? Nguyễn Tú Cẩm lại không có ở đây, nếu không đã có thể nhờ cô ấy thay đồ giúp rồi. Lệ Uy Long bắt đầu khó xử.
Anh cũng từng nghĩ đến việc để Hà Ngọc Lan, hoặc Ngô Vi đến thay quần áo cho Chu Nhược Mai, nhưng nghĩ rằng Chu Nhược Mai là vợ anh, nếu đến việc thay đồ cho cô mà còn nhờ họ đến giúp thì sẽ bị cười nhạo. Lệ Uy Long cảm thấy thay vì nhờ vả thì tốt hơn là tự mình làm, không phải chỉ là thay quần áo cho vợ thôi sao? Sợ gì chứ? Anh không phải loại người thiếu quyết đoán, nghĩ đến đây lập tức cầm khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm, trước tiên trải khăn tắm lên giường. Sau đó, anh tìm thấy một bộ đồ ngủ của Chu Nhược Mai trong tủ, anh đặt nó bên cạnh giường. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, anh trở lại phòng tắm và bế Chu Nhược Mai từ bồn tắm ra. Sau đó, anh ôm Chu Nhược Mai ra khỏi phòng tắm, bọc cho cô chiếc khăn tắm đã trải sẵn. Chu Nhược Mai lúc này đã hoàn toàn ướt át, giống như một đóa hoa sen. Đến lúc thực sự cởi quần áo cho Chu Nhược Mai, Lệ Uy Long vẫn còn rất căng thẳng, tim đập loạn xạ. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh bỗng trở nên táo bạo, bắt tay cởi quần áo của Chu Nhược Mai từng chiếc một. Chương 184 chảy máu mũi. Khi Lệ Uy Long cởi bỏ hết quần áo của Chu Nhược Mai, máu mũi của anh đã chảy ra không thể kiểm soát được nữa. Anh chỉ nhìn vài lần, cũng không dám nhìn thêm. Vì sợ mình mất kiểm soát nên anh liền lấy quần áo sạch đã chuẩn bị xong mặc vào cho cô. Lệ Uy Long vừa chảy máu mũi vừa cẩn thận mặc cho Chu Nhược Mai từng thứ một, từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, đúng lúc này thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, khi Lệ Uy Long cúi người mặc áo ngoài cho Chu Nhược Mai đã yên lặng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên mở hai tay ra, vòng tay qua cổ anh rồi dùng sức kéo xuống. Lệ Uy Long đã trải qua nhiều cuộc chiến nhưng lúc này lại mất cảnh giác, anh loạng choạng, lại bị Chu Nhược Mai kéo ngã xuống người cô. Một mùi hương cơ thể thơm ngát ngọt ngào tỏa ra, Lệ Uy Long ngay lập tức trở nên mê mang, muốn thoát khỏi hương thơm của vợ mình là việc còn khó hơn lên trời. Trong bệnh viện, sau khi Lưu Bảo Thông thoa một ít thuốc cho Nguyễn Tú Cẩm, vết sưng trên khuôn mặt cô ấy nhanh chóng biến mất. Bác sĩ Đại Thông, thuốc của ông thật thần kỳ, cảm ơn anh. Nguyễn Tú Cẩm cảm kích nói với Lưu Bảo Thông. Cô Tú Hằng, cô không cần phải khách sáo. Lục Đại Đồng nói. Thuốc có giá bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả tiền thuốc trước. Nguyễn Tú Cẩm nói. Không cần trả tiền, chỉ là một ít dược thảo, cũng không đáng bao nhiêu. Lưu Bảo Thông biết Nguyễn Tú Cẩm là bạn thân nhất của vợ Lê Uy Long, làm sao có thể thu tiền của cô ấy được. Như thế thì không ổn, nhiều ít gì thì anh cũng phải nhận một chút. Nguyễn Tú Cẩm nói. Cô Tú Hằng không cần để ý, tôi và Lệ Uy Long, chồng của bạn thân cô là chiến hữu của nhau. Nếu tôi lấy tiền của cô thì quá khách sáo rồi, Lệ Uy Long sẽ mắng tôi, Lưu Bảo Thông nói. Hóa ra anh và Lệ Uy Long là chiến hữu, như vậy cũng không lạ khi anh ấy chỉ định anh chữa trị cho tôi. Nguyễn Tú Cẩm nói. Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây để chữa bệnh cho bố cô giáo của Lệ Uy Long. Lưu Bảo Thông nói. Thì ra là vậy. Nguyễn Tú Cẩm cảm thấy những người mà Lệ Uy Long sao lại đều trâu bò như vậy, nếu không phải là vị tướng nổi tiếng thì đều là những bác sĩ thiên tài. Cô Tú Hằng, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đưa cô về nhà. Lúc này, Hà Ngọc Lan nói, bởi vì Nguyễn Tú Cẩm là bạn thân nhất của vợ Lệ Uy Long và bị thương để cứu vợ anh, ngay cả khi Lệ Uy Long không ra lệnh, cô ấy vẫn phải chăm sóc cho Nguyễn Tú Cẩm. Vậy thì cảm ơn cô, Nguyễn Tú Cẩm vừa hay không có xe để về. Hà Ngọc Lan đưa cô về là tốt nhất. Đồng thời, cô cũng có chuyện cần làm rõ với Hà Ngọc Lan. Vì vậy, Hà Ngọc Lan lái xe đưa Nguyễn Tú Cẩm trở về. Mối quan hệ của cô và Lệ Uy Long là gì? Trên đường về, Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Vì Hà Ngọc Lan đến nhà hàng Đại Thành cùng với Lệ Uy Long, cô là bạn thân của Chu Nhược Mai, cô phải điều tra mối quan hệ giữa Hà Ngọc Lan và Lệ Uy Long cho Chu Nhược Mai. Lệ Uy Long và tôi cũng là chiến hữu. Hà Ngọc Lan nói. Lệ Uy Long thực sự có một chiến hữu là nữ sao? Nguyễn Tú Cẩm nghi ngờ. Chuyện này có gì lạ đâu. Nếu tôi không phải chiến hữu của Lệ Uy Long, nếu tôi không phải là một người lính, liệu tôi có thể mạnh mẽ như vậy, có thể chiến đấu với hàng chục tên bọn chúng không? Nguyễn Tú Cẩm chợt nhận ra rằng Hà Ngọc Lan mạnh đến mức một mình có thể đánh bại hàng chục bảo vệ. Cô và Lệ Uy Long chỉ là đồng đội đơn thuần. Nguyễn Tú Cẩm lại hỏi. Ngoài quan hệ đồng đội, cô nghĩ tôi có liên quan gì đến anh ấy? Hà Ngọc Lan hỏi ngược lại. Cô ấy thực sự muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với Lệ Uy Long, nhưng anh đã kết hôn rồi. Điều quan trọng nhất là anh quá trung thủy, anh không quan tâm đến phụ nữ nào khác ngoài vợ mình. Đôi khi cô ấy không hiểu, làm thế nào Chu Nhược Mai lại khiến Lệ Uy Long một lòng với cô như vậy?
Tôi còn tưởng rằng cô đến nhà hàng Đại Thành cùng anh ấy thì quan hệ cũng phải thân thiết chứ. Nguyễn Tú Cẩm ngượng ngùng nói. Tôi đang ăn tối với anh ấy, khi chúng tôi biết được tin có chuyện xảy ra ở nhà hàng Đại Thành thì lập tức chạy đến ngay. Hà Ngọc Lan nói. Nghĩ đến việc Chu Nhược Mai trúng độc, Lệ Uy Long lúc này có lẽ đang dùng cách nào đó để tiêu độc cho Chu Nhược Mai, Hà Ngọc Lan bỗng cảm thấy u sầu. Tuy nhiên, đây là chuyện của vợ chồng họ, bản thân cô không quản được. Cái gì? Hai người ăn cùng nhau? Nguyễn Tú Cẩm ngạc nhiên hỏi. Chương 185 trả thù Lệ Uy Long. Tôi từ rất xa đi đến thành phố Đà Lạt, anh ấy mời tôi ăn một bữa cơm, có gì mà ngạc nhiên như vậy chứ? Hà Ngọc Lan nhẹ nhàng nói. Không, không có gì, cô đến từ đâu vậy? Nguyễn Tú Cẩm hỏi lại. Tôi đến từ phía Tây. Hà Ngọc Lan nói. Cô đã từ phía Tây xa xôi đến thành phố Đà Lạt này để gặp Lệ Uy Long. Nguyễn Tú Cẩm nói. Không chỉ để gặp anh ấy, tôi đến đây với bác sĩ Lưu. Hà Ngọc Lan nói. Vậy cô đến thành phố Đà Lạt, ngoài gặp Lệ Uy Long ra, cô có còn chuyện gì nữa không? Nguyễn Tú Cẩm lại hỏi. Sao lại nhiều chuyện vậy? Đây là chuyện cơ mật, không thể nói ra. Hà Ngọc Lan có chút nóng nảy. Xin lỗi, là do tôi đã nhiều chuyện. Nguyễn Tú Cẩm cũng nhận ra là mình có quá nhiều câu hỏi. Mình với người khác cũng không quen biết, sao lại kể hết cho mình được? Hà Ngọc Lan đưa Nguyễn Tú Cẩm về xong cô ấy cũng quay lại khách sạn. Sau khi Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc đưa Phan Thiên đến bệnh viện, lập tức yêu cầu bác sĩ chữa cho hắn ta. Bệnh viện nơi Phan Thiên nằm cũng chính là bệnh viện nơi Kiều Vi và Lê Hùng Thanh nằm. Lưu Bảo Thông đã nghe nói từ Thiên Thành, Trần An Huy là bị Lệ Uy Long làm biến dạng, đương nhiên sẽ không chữa trị cho hắn ta. Rất nhanh, bố mẹ của Phan Thiên sau khi biết tin cũng vội vàng đến bệnh viện. Mẹ của Phan Thiên vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy những vết thương ghê người trên mặt Phan Thiên, giọng bà ta run rẩy hỏi, ai đã làm chuyện này? Mẹ, là thằng khốn Lệ Uy Long đã làm điều này, con đã biến thành một người xấu xí, con không muốn sống nữa. Phan Thiên khóc lóc, nói ra. Lệ Uy Long sao? Đó là Lệ Uy Long, con rể của nhà họ Chu hả? Đinh Mai Phương hỏi. Đúng, chính là thằng đấy. Mẹ, nhất định phải trả thù cho con. Phan Thiên nói. Huy Thành, tại sao Lệ Uy Long lại phá hủy khuôn mặt của con vậy? Cha của Phan Thiên là Phan Kiệt tức giận hỏi. Phan Thiên biết rằng sự việc này không che giấu được, vì vậy hắn ta đành phải kể hết ra. Bởi vì có rất nhiều bảo vệ ở nhà hàng Đại Thành nên hắn ta muốn giấu cũng không được. Phan Kiệt nghe xong, tức giận nói, đúng là trò cười, Lệ Uy Long này quá ngang ngược. Con còn chưa đụng chạm gì đến vợ của cậu ta, mà đã ra tay tàn nhẫn như vậy, hủy hoại gương mặt của con. Chúng ta đường đường là nhà họ Phan lại phải sợ một người con rể của nhà họ Chu sao? Đúng vậy, thằng đấy chỉ là một thằng con rể phế vật của nhà họ Chu mà thôi, vậy mà dám cản rỡ, hủy đi khuôn mặt của con, không để nhà họ Phan chúng ta vào mắt nữa. Phan Thiên hùa theo muốn bố mình đi trả thù. Huy Thành, con đã biết rõ Chu Nhược Mai là một người phụ nữ đã có gia đình, tại sao con lại muốn ra tay với cô ấy vậy? Đinh Mai Phương nói. Mẹ! Con làm chuyện này không phải vì nhà họ Phan sao? Chỉ cần con thành công uy hiếp được Chu Nhược Mai và mang về cho nhà họ Phan rất nhiều dự án của tập đoàn Galaxy. Con không phải vì ham muốn của bản thân, tất cả đều vì lợi ích nhà họ Phan chúng ta. Phan Thiên cố gắng hết sức để cho mình cao thượng hơn một chút. Huy Thành, con yên tâm, nhất định bố sẽ báo thù này cho con. Phan Kiệt đau lòng nói. Ông xã, đừng hấp tấp, nghe nói Lệ Uy Long quen biết rất nhiều người tai to mặt lớn. Chúng ta cứ thăm dò một chút rồi nói sau. Đinh Mai Phương nhắc nhở. Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu chi tiết về cậu ta, sau đó mới hành động, nếu không trả thù này thì thề không làm người. Sáng sớm hôm sau, Chu Nhược Mai mơ màng tỉnh lại. Cô không thể nhớ được những gì đã xảy ra vào đêm qua, chỉ nhớ là bị cho uống thuốc, rất khó chịu, sau đó được Lệ Uy Long đưa mình về nhà, về sau xảy ra chuyện gì cô cũng không hề nhớ. Cô từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc không phải là bộ quần áo đã mặc tối qua, cô vô cùng hoảng hốt, ai đã thay đồ cho cô vậy? Có phải là Nguyễn Tú Cẩm không? Nếu Nguyễn Tú Cẩm thay quần áo cho mình, cô ấy chắc chắn sẽ ở lại đây, còn người nào nữa? Chu Nhược Mai cảm thấy có thể không phải Nguyễn Tú Cẩm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là người thay quần áo là Lệ Uy Long sao? Ý nghĩ có thể là Lệ Uy Long khiến tim cô đập thình thịch, nếu là Lệ Uy Long... Chẳng phải cơ thể của cô đều bị anh xem hết rồi sao? Xem hết cũng chỉ là chuyện nhỏ, trong trường hợp Lệ Uy Long không kiềm chế lại được thì.
Chu Nhược Mai không dám nghĩ nữa, cô vội vàng lật chăn lên, thấy trên ga trải giường màu trắng có một vệt máu đỏ sẫm. Những vệt máu nhỏ trói lọi giống như những cánh hoa còn sót lại trong tuyết. Chương 186 Chu Nhược Mai tức giận. Nhìn thấy tình huống này, Chu Nhược Mai giống như có sấm sét đánh bên tai, sắc mặt lập tức trắng bệch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, Chu Nhược Mai phát hiện ra rằng Lê Uy Long thực sự đang ngủ dưới sàn nhà bên cạnh giường của cô. Nhìn thấy Lê Uy Long đang ngủ trong phòng của mình, Chu Nhược Mai ngay lập tức hiểu rằng anh đã làm điều đó. Tên khốn này thật to gan, thừa dịp mình bị mất đi ý thức mà làm chuyện này, còn dám ngủ trên sàn nhà trong phòng của mình. Lần đầu tiên của mình, nó cứ như vậy biến mất mà không hiểu chuyện gì cả, Chúa ơi! Chu Nhược Mai rất tức giận, hét lên, đồ khốn kiếp! Mau đứng dậy, đừng ngủ nữa! Lệ Uy Long đang ngủ say, bị tiếng gầm của Chu Nhược Mai đánh thức, anh ngơ ngác ngồi dậy. Dư Hân, sao em dậy sớm vậy? Lệ Uy Long không ngờ rằng Chu Nhược Mai ngay khi tỉnh dậy lại bốc hỏa như vậy, không biết hôm qua cô đã uống nhầm thuốc gì, có phải hôm qua cô ăn là thuốc nổ? Đồ khốn nạn, em không ngờ anh là người như vậy. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lệ Uy Long đã tỉnh dậy thì lập tức mắng chửi. Anh là người như thế nào? Lệ Uy Long khó hiểu, cảm thấy rất bối rối trước những gì Chu Nhược Mai nói. Đừng có giả vờ nữa, bản thân làm chuyện gì thì chính anh biết. Không ngờ anh lại lại dụng cơ hội để ra tay với em. Chu Nhược Mai nghĩ đến chuyện đấy, lại tức giận. Mặc dù cô và Lệ Uy Long là vợ chồng, và cô cũng muốn trao cho anh ấy, nhưng lần đầu tiên của cô không muốn bị mất đi như thế này. Dư Hân, anh vẫn không hiểu em đang nói gì, anh đã làm gì sai sao? Lệ Uy Long bối rối hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Chu Nhược Mai. Đừng giả vờ ngây ngô với em, anh không biết mình đã làm gì sao? Chu Dư Hân tức giận hỏi. Dư Hân, anh thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Có phải là có sự hiểu lầm gì giữa chúng ta không? Lệ Uy Long ngây thơ nói. Hiểu lầm sao, dám làm không dám nhận, anh có còn là đàn ông không? Chu Nhược Mai càng tức giận hơn khi thấy Lệ Uy Long không thừa nhận. Tối hôm qua em bị chuốc thuốc, anh sợ em xảy ra chuyện gì, nên đã canh giữ trong phòng của em cả đêm, sao lại không phải là đàn ông chứ? Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai tỉnh dậy thì lập tức hung dữ. Khắp người đều là mùi thuốc súng, chẳng lẽ tối hôm qua đúng là cô đã ăn phải thuốc nổ? Đừng đổi chủ đề với em, tự xem những việc mà anh đã làm đi. Chu Nhược Mai tức giận nói, chỉ vào vết máu đỏ chót trên ga trải giường. Lệ Uy Long đứng dậy, nhìn thấy ga trải giường màu trắng có vết máu, giống như hoa đào rơi trong tuyết, rất chói mắt. Lệ Uy Long bị sốc và hoảng sợ, anh không biết phải giải thích thế nào với Chu Nhược Mai. Làm thế nào mà, trên ga trải giường lại có vết máu chứ? Lệ Uy Long vội vàng hỏi, tối qua anh canh giữ trong phòng, không có người khác bước vào, có người đi vào anh sẽ phát hiện ra, anh không hiểu vết máu trên giường từ đâu mà có. Giả vờ, anh cứ tiếp tục giả vờ đi, để xem anh có thể giả vờ đến khi nào. Em thật sự không ngờ anh lại là người không dám thừa nhận như vậy. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lệ Uy Long giả vờ ngây ngô, trong lòng cô lập tức giận dữ. Làm thì làm. Thừa nhận là xong, dù sao cũng là vợ chồng, sớm muộn gì cũng sẽ phải làm. Cô tức giận vì Lệ Uy Long không ăn quỵt, không dám thừa nhận, dám làm, nhưng không dám nhận. Anh không giả vờ, cái gì anh cũng chưa làm cả, oan uổng cho anh quá. Lệ Uy Long kêu oan, tất nhiên anh sẽ không thừa nhận những gì anh không làm. Chương 187 nghi hoặc. Mặc dù tối qua anh mặc quần áo cho Chu Nhược Mai bị Chu Nhược Mai kéo một cái ngã vào người cô khiến anh có chút không kiềm chế được. Nhưng anh không muốn thừa cơ lợi dụng, cuối cùng thì bằng ý chí kiên cường, anh cũng đã kiềm chế được, anh đứng dậy và tiếp tục mặc quần áo cho cô. Sau khi mặc quần áo cho Chu Nhược Mai, anh lo lắng tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, sợ nửa đêm cô lại làm chuyện gì có hại cho bản thân, nên anh đã mang chăn bông của mình qua, trải xuống sàn nhà và ngủ ở đấy, trông nom cô cả đêm. Chỉ có ngủ cùng phòng với Chu Nhược Mai, anh mới có thể yên tâm, nếu Chu Nhược Mai có động tĩnh gì, anh có thể biết được luôn. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng khi Chu Nhược Mai tỉnh dậy lại giận dữ như vậy. Về lý do tại sao lại có vết máu trên khăn trải giường, bản thân Lệ Uy Long cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồ khốn nạn, anh còn muốn chối cãi tới lúc nào nữa? Bây giờ bằng chứng rõ ràng ở đây rồi, anh nói thật đi. Chu Nhược Mai tức gần chết. Chờ đã, để anh suy nghĩ một chút. Lệ Uy Long cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, phải suy nghĩ lại mới tìm ra nguyên nhân. Hừ. Em muốn nhìn xem,
anh định lấy cái cớ nào để che giấu tội ác của mình? Chu Nhược Mai lại tức giận nói. Lệ Uy Long im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói, anh đã biết tại sao rồi. Anh nói mau lên, tại sao lại như này? Chu Nhược Mai hỏi. Chắc chắn là do em đến cái kia, Lệ Uy Long nói. Cái nào? Chu Nhược Mai khó hiểu. Là đến ngày đèn đỏ đấy, Lệ Uy Long nói. Đến cái đầu anh ý, ngày của tôi không phải lúc này, Chu Nhược Mai nói với vẻ xấu hổ và khó chịu. Khi nào thì có kinh, bản thân mình còn không biết rõ hơn sao? Không phải là lúc này. Nếu không phải thì đúng là lạ, vết máu này từ đâu ra vậy? Lệ Uy Long cũng không thể nào hiểu được. Không tìm được cớ sao? Nếu không tìm được cớ thì thừa nhận đi. Chu Nhược Mai lúc này đã bình tĩnh hơn. Dù sao chuyện cũng đã qua, chuyện đã xảy ra không thể xoay chuyển được, cô cũng nghĩ thoáng ra. Tuy rằng không có kỷ niệm gì với lần đầu tiên, có chút tiếc nuối, nhưng sau này sẽ có cơ hội trải nghiệm, chỉ cần Lệ Uy Long thừa nhận điều đó là được. Dư Hân, em nhất định phải tin tưởng anh, chuyện này thực sự không phải do anh làm, anh không phải loại người như thế. Lệ Uy Long đổ mồ hôi lạnh, giải thích. Nếu đúng là mình đã làm chuyện đó, anh chắc chắn sẽ thừa nhận, vấn đề là anh không có làm gì cả thì thừa nhận cái gì. Không phải là anh làm, chẳng lẽ là tự em làm sao? Chu Nhược Mai tức giận nói. Ngay khi lời của Chu Nhược Mai nói ra, Lệ Uy Long đã chết lặng và đột nhiên ngộ ra, nhìn Chu Nhược Mai một cách kinh ngạc. Anh, sao anh lại nhìn em như vậy chứ? Chu Nhược Mai nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lệ Uy Long, không biết anh đang nghĩ gì. Đây là chính em nói đấy, anh cũng không nói. Lệ Uy Long nói. Đồ khốn nạn, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Chu Nhược Mai lập tức hiểu ý của Lệ Uy Long, khuôn mặt cô đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, một cái gối đập mạnh vào Lệ Uy Long. Chương 188 sự thật. Lệ Uy Long có thể bắt được cái gối, nhưng anh cảm thấy nếu mà làm như vậy, Chu Nhược Mai sẽ lấy cái khác ném tiếp, vậy nên để cho cái gối đập vào mặt mình rồi nhặt nó lên. Anh nghĩ rằng em bị trúng độc, ý thức mơ hồ, nên có lẽ không biết mình đã làm gì. Lệ Uy Long nói. Đồ khốn, anh còn dám nói, em đập chết anh, Chu Nhược Mai nói xong, cô ném một cái gối về phía Lệ Uy Long. Hu hu, Lệ Uy Long, em hận anh chết mất. Chu Nhược Mai buồn bã bắt đầu khóc lên. Anh không có làm gì em, sao em lại hận anh chứ? Lệ Uy Long vô tội nói. Đồ con lợn, đừng nói nữa, em ghét anh. Hu hu hu, Chu Nhược Mai càng khóc nhiều hơn. Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đã khóc, anh không dám nói thêm nữa. Anh có thể giống như một người đàn ông, dám làm dám nhận không? Em cầu xin anh, nếu là anh làm thì hãy thừa nhận đi. Chu Nhược Mai nói, dù sao thì mình cũng là vợ của anh rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trao cho anh. Chờ chút, để anh suy nghĩ một lúc. Lệ Uy Long thực sự không muốn chịu oan như vậy. Còn muốn cái gì nữa hả? Em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của tôi, anh lại nghĩ cách từ chối sao? Chu Nhược Mai lại bắt đầu buồn bực. Bất kỳ người phụ nữ nào mất đi thứ mà họ coi là quý giá nhất sẽ rất buồn, và tất nhiên Chu Nhược Mai cũng không ngoại lệ. Du Hân, trước tiên đừng lo lắng, để cho anh một chút thời gian để suy nghĩ lại. Lệ Uy Long bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Được rồi. Vậy anh cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu mà không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý, em sẽ không tha cho anh đâu. Chu Nhược Mai tức giận nói, không phải vì mình bị mất lần đầu tiên, mà là bởi vì Lệ Uy Long không chịu nhận trách nhiệm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lệ Uy Long đột nhiên nói, anh đã nhớ ra rồi. Anh nhớ ra cái gì? Nói mau, Chu Nhược Mai hỏi. Máu trên ga trải giường là máu mũi của anh. Lệ Uy Long rốt cuộc nhớ tới việc tối hôm qua thay quần áo cho Chu Nhược Mai. Anh đã không nhịn được mà chảy máu mũi. Anh nói cái gì, chảy máu mũi sao? Chu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, đây không phải máu của em, mà là máu mũi của anh chảy xuống ga trải giường. Lệ Uy Long nói, anh đã nhớ rằng khi anh thay quần áo cho Chu Nhược Mai vào tối hôm qua, máu mũi của anh đã nhỏ xuống ga trải giường. Anh, sao lại chảy máu mũi chứ? Chu Nhược Mai lại kinh ngạc hỏi. Chuyện là như này, khi anh giải độc cho em xong, mang em vào bồn tắm ngâm nước lạnh, quần áo của em đều bị ướt, anh lo lắng sợ em bị cảm lạnh, nên đã cởi hết quần áo ướt xuống và mặc bộ mới vào. Trong quá trình thay quần áo cho em, anh không biết vì sao lại chảy máu mũi nữa. Lệ Uy Long nói, anh thật sự đã thay quần áo cho em. Chu Nhược Mai xấu hổ và tức giận hỏi. Chương 189 Lệ Uy Long giải thích. Đúng, đúng vậy, không phải anh sợ em bị cảm lạnh sao?
nếu không thay quần áo ướt, nhất định sẽ bị tê cóng, nếu bị thấp khớp, sẽ hại em cả đời đấy. Lê Uy Long giải thích, thay quần áo xong, mà tự nhiên lại bị chảy máu mũi sao? Chu Nhược Mai hỏi, anh, có lẽ lúc ăn cơm buổi tối, anh đã có chút nóng giận. Lê Uy Long tìm được một lý do chính đáng. Anh nói dối, anh không nhịn được mà chảy máu mũi, chẳng lẽ có thể nhịn được không làm gì em sao? Chu Nhược Mai biết Lê Uy Long bị chảy máu mũi, chắc chắn là do đã nhìn thấy dáng người xinh đẹp của cô, cho nên mới tăng huyết áp, máu mũi mới chảy ra. Bây giờ máu mũi cũng đã chảy ra, cô không tin Lê Uy Long có thể chịu đựng được, không làm chuyện gì khác. Là người đẹp đứng đầu thành phố Đà Lạt, với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn như vậy, anh nhìn thấy được như vậy mà không có suy nghĩ gì sao? Anh không thích lợi dụng người khác, vì vậy anh thực sự không làm gì quá đáng với em. Nếu em không tin thì có thể đến bệnh viện kiểm tra. Lê Uy Long nói, chuyện như này mà cũng đến bệnh viện để kiểm tra, bị truyền ra ngoài, chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao? Chu Nhược Mai đỏ mặt nói, thấy Lê Uy Long nói một cách tự tin như vậy, cuối cùng cô cũng tin rằng máu trên ga trải giường đã chảy ra từ mũi của Lê Uy Long. Không ngờ sự thật lại là như thế này, vết máu trên ga trải giường hóa là máu mũi của tên khốn Lê Uy Long này. Anh đúng thật sự là người đàn ông kiên định đấy, đồ con lợn ạ. Chu Nhược Mai có chút oán giận, tuy rằng biết mình vẫn nguyên vẹn, nhưng cô cũng không thấy vui vẻ. Trong lúc mình bị trúng độc, để anh tùy ý sắp xếp, lại còn đã bị anh xem hết, vậy mà anh lại có thể thờ ơ, như vậy bản thân mình không có quyến rũ sao? Lê Uy Long không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng khi nghe Chu Nhược Mai nói điều này, chẳng lẽ là mình đã sai rồi sao? Hiện tại mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, em vẫn còn nguyên vẹn, em phải nên vui mừng mới đúng chứ? Lê Uy Long nói. Biết rồi cũng đừng nhắc chuyện này nữa. Chu Nhược Mai nói với vẻ mất mát, tâm trạng hiện tại của cô rất phức tạp và mâu thuẫn, cô vừa lo lắng mình bị mất lần đầu tiên mà không có kỷ niệm gì, vừa mong rằng mình đã bị Lê Uy Long lấy đi. Được rồi, không nhắc tới nữa, không có chuyện gì thì anh đi ra ngoài trước đây. Lê Uy Long cầm chăn bông lên, định bước ra khỏi phòng. Chờ một chút, Chu Nhược Mai đột nhiên kêu lên. Em còn có chuyện gì sao? Lê Uy Long dừng lại và hỏi. Tất nhiên là có, nếu không tôi gọi anh lại làm gì? Chu Nhược Mai nói. Vậy em mau nói đi, còn chuyện gì nữa? Lê Uy Long hỏi. Chương 190 nguy cơ. Người phụ nữ đi cùng anh tối hôm qua là ai? Chu Nhược Mai đột nhiên hỏi. Người phụ nữ nào? Lê Uy Long không hiểu Chu Nhược Mai đang ám chỉ ai. Đừng giả vờ với tôi nữa, chính là người đến nhà hàng Đại Thành với anh. Chu Nhược Mai nói. Cô ấy là Hà Ngọc Lan, Lê Uy Long nói. Cô ấy có quan hệ gì đến anh vậy? Chu Nhược Mai lại hỏi. Cô ấy có quan hệ đồng đội với anh? Lê Uy Long nói. Anh có đồng đội nữ xinh đẹp như vậy sao? Chu Nhược Mai có chút kinh ngạc. Đây là chuyện bình thường. Các cô gái nhập ngũ bây giờ đều là tài sắc vẹn toàn, chọn một trong số nghìn người, chiều cao và ngoại hình cũng không tệ. Anh cùng cô ấy ở phía Tây bảo vệ lãnh thổ, chẳng lẽ không phải là đồng đội sao? Lê Uy Long nói. Đương nhiên quan hệ đồng đội thì không vấn đề gì, chỉ sợ các người không phải chỉ đơn giản là quan hệ đồng đội như vậy. Tối hôm qua khi Chu Nhược Mai nhìn thấy Hà Ngọc Lan ở nhà hàng Đại Thành, tuy rằng cô đã trúng độc, nhưng lúc đó cô vẫn có chút tỉnh táo, biết Hà Ngọc Lan rất đẹp, dáng chuẩn, lại xuất hiện cùng Lê Uy Long nên cô bắt đầu cảm thấy có chút nguy cơ. Ngoài mối quan hệ đồng đội ra, nó còn có thể có gì nữa? Lê Uy Long hỏi. Ai mà biết được, nếu chỉ là quan hệ đồng đội, tối hôm qua tại sao lại ở cùng nhau? Chu Nhược Mai trở nên ghen tuông. Cô ấy từ phía Tây đến thành phố Đà Lạt và nhờ anh mời cô ấy một bữa cơm. Anh nghe nói rằng em và Nguyễn Tú Cẩm gặp tai nạn ở nhà hàng Đại Thành, vì vậy bọn anh cùng nhau đi đến. Lê Uy Long giải thích, anh với cô ấy là đồng đội, mời cô ấy dùng một bữa cơm, chắc là vẫn được, đúng không? Cô ấy đến từ phía Tây xa xôi đến tận thành phố Đà Lạt, chỉ để anh mời một bữa cơm thôi sao? Chu Nhược Mai lại hỏi. Đương nhiên là không phải, cô ấy đến thành phố Đà Lạt còn có chuyện khác. Lê Uy Long cảm thấy có chút hối hận, nếu biết Chu Nhược Mai sẽ hỏi nhiều câu như vậy, tối hôm qua anh đã không mang Hà Ngọc Lan đến nhà hàng Đại Thành. Mà đi cùng Thiên Thành đến, anh sẽ không bị truy hỏi. Phụ nữ toàn tin những chuyện không có căn cứ, một chút biến động nhỏ cũng đã rất nhạy cảm. Sao gần đây đồng đội của anh lại chạy đến thành phố Đà Lạt vậy? Đầu tiên là Thiên Thành, tiếp theo là một đồng đội chủ tịch bí ẩn, và bây giờ là một đồng đội nữ xinh đẹp đến. Chu Nhược Mai nói.
bây giờ có một đồng đội nữ xinh đẹp đến, có phải em đang ghen không? Lê Uy Long hỏi. Em nhổ, sao em lại phải ghen chứ? Người ta đẹp như vậy, làm sao mà coi trọng anh được? Chu Nhược Mai nói một đằng nghĩ một nẻo. Em không ghen là tốt rồi, em nói đúng, Hà Ngọc Lan trẻ đẹp, có tương lai tươi sáng, làm sao mà cô ấy lại coi trọng một người đàn ông đã có gia đình như anh chứ? Lê Uy Long nói. May cho anh là còn biết điều. Chu Nhược Mai nói, nhưng trong lòng cô không nghĩ như vậy, gần đây Lê Uy Long biểu hiện rất có sức hấp dẫn, vì vậy nhiều phụ nữ đã bị say mê, nói không chừng bên ngoài đã có chút gì đó rồi. Cô cảm thấy rằng mình phải bắt đầu càng sớm càng tốt, đem anh gạo nấu thành cơm, cho anh nếm một chút ngon ngọt, để có thể giữ chặt lấy anh. Nếu không, sớm muộn gì anh cũng sẽ ra đi. Vì vậy, cô tiếp tục nói, bỏ chăn của anh xuống đây đi, không cần mang đi nữa. Cái gì? Em muốn chúng ta lại cùng nhau ngủ sao? Lê Uy Long kích động nói. Đương nhiên là không, đừng nghĩ vớ vẩn, Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Mặc dù cô muốn Lê Uy Long ngủ với mình, nhưng cô sẽ không bao giờ nói điều đó một cách trực tiếp. Vậy em không cho anh mang đi, rốt cuộc em muốn thế nào? Lê Uy Long hỏi. Chương 191 Chu Nhược Mai lo lắng. Em muốn anh tiếp tục ngủ dưới sàn ở trong phòng em. Chu Nhược Mai nói. Tại sao vậy? Lê Uy Long khó hiểu hỏi. Bởi vì những việc ở nhà hàng Đại Thành tối hôm qua, em đã rất sợ, bây giờ Tú Hằng không có ở đây, buổi tối em không dám ngủ một mình trong phòng đâu, nên bảo anh trải chăn xuống sàn ngủ trong phòng cùng em, Chu Nhược Mai tìm một lý do hợp lý, nói. Chỉ cần Lê Uy Long ngủ cùng phòng với mình, thì sẽ có cơ hội, cô không tin rằng Lê Uy Long sẽ có thể nhịn được mà không bỏ lên giường của mình. Được rồi, vậy anh sẽ ngủ dưới sàn nhà trong phòng của em. Lê Uy Long cũng cảm thấy chỉ cần có thể ngủ cùng phòng với Chu Nhược Mai, anh sẽ có cơ hội ngủ trên giường của cô. Mọi việc đều phải làm từng bước, bây giờ có thể ở chung phòng với Chu Nhược Mai đã là một bước đột phá lớn rồi. Vì vậy, Lê Uy Long đặt chăn bông xuống. Đúng rồi, hình như tối qua anh đã dùng dao rạch vào mặt Phan Thiên, phá hủy khuôn mặt của anh ta có phải không? Chu Nhược Mai có nhớ tối hôm qua Lê Uy Long đã dùng dao gọt hoa quả rạch vào mặt Phan Thiên ở tại nhà hàng Đại Thành, nên hỏi. Đúng vậy, Lê Uy Long nói. Anh quá bốc đồng, Phan Thiên là cậu chủ nhà họ Phan, hơn nữa, anh ta luôn tự luyến với vẻ đẹp của mình, bây giờ anh phá hủy khuôn mặt của anh ta rồi, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Chu Nhược Mai nói. Anh ta dám có ý định động vào em, còn muốn phá hủy khuôn mặt Nguyễn Tú Cẩm, anh nhất định phải cho anh ta một bài học nhớ đời. Lê Uy Long nói. Nhưng mà, nếu nhà họ Phan đến tìm anh hỏi tội thì làm sao bây giờ? Chu Nhược Mai nói. Nhà họ Trương mạnh nhất Đà Lạt anh còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một nhà họ Phan nhỏ bé này sao? Lê Uy Long nói. Thôi quên đi, chuyện đã đến nước này rồi, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Tóm lại, anh phải cẩn thận đấy. Chu Nhược Mai tự cảm thấy lời nói của Lê Uy Long cũng có lý. Cô phát hiện ra rằng Lê Uy Long gần đây đã hoàn toàn thay đổi. Và cho dù gặp phải kẻ thù hùng mạnh như nào, anh vẫn luôn có thể vượt qua nguy hiểm. Cô cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu Lê Uy Long. Một người chồng nổi tiếng phế vật, bây giờ lại trở thành một người đàn ông rất có sức hút, và không có gì anh không thể làm. Nếu tối hôm qua Lê Uy Long không đến kịp, lúc này khi tỉnh lại, có lẽ cô đang nằm bên cạnh Phan Thiên. Vì vậy, khi biết rằng Lê Uy Long đã hủy hoại khuôn mặt của Phan Thiên, cô cũng không đồng cảm với anh ta. Được rồi. Anh sẽ cẩn thận, em không cần phải lo lắng cho anh đâu. Lê Uy Long nói. Nguyễn Tú Cẩm thế nào rồi? Tối hôm qua Chu Nhược Mai không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nên lo lắng hỏi. Lê Uy Long nói, anh đã nhờ Hà Ngọc Lan đưa cô ấy đến bệnh viện để điều trị rồi, không có việc gì đâu. Vậy thì tốt, nếu tối hôm qua mà Nguyễn Tú Cẩm mà không ngăn cản Phan Thiên một chút, thì có lẽ em đã gặp nạn rồi. Chu Nhược Mai nói. Tại sao tối qua em lại ăn cơm cùng bọn Phan Thiên vậy? Lê Uy Long hỏi. Tất cả đều là cái bẫy của Chu Lệ Ngọc làm cho em, tối hôm qua cô ấy đột nhiên mời em đi ăn tối và bảo là muốn hai chị em gặp nhau, em không ngờ rằng cô ấy và Phan Thiên lại âm mưu muốn hại em. Sau khi đến đấy, em mới phát hiện ra là Phan Thiên và Trần An Huy cũng ở đó, nếu em biết bọn họ ở đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ tới. Chu Nhược Mai cũng lo lắng, sợ Lê Uy Long có thể hiểu lầm, vì vậy cô vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy, anh biết rồi. Lê Uy Long biết được hóa ra đó là cái bẫy của Chu Lệ Ngọc, trong lòng lập tức giận dữ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Ngay cả khi Chu Lệ Ngọc là em vợ của anh, Lê Uy Long cũng sẽ không tha.
dám bán đứng cả chị gái mình, người này hết thuốc chữa rồi. Chương 192 bàn luận về Lê Uy Long. Tiếp theo, cô đã bước ra khỏi phòng và đi làm bữa sáng. Chu Nhược Mai gọi điện cho Nguyễn Tú Cẩm, muốn hỏi thăm thương tích của cô ấy. Dư Hân, có chuyện gì mà gọi cho tớ sớm vậy? Nguyễn Tú Cẩm còn chưa dậy thì đã nghe thấy chuông điện thoại. Không sao, mình chỉ muốn hỏi, hiện tại vết thương của cậu thế nào rồi? Chu Nhược Mai nói, vết thương của tớ từ hôm qua đã không sao rồi, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Nguyễn Tú Cẩm nói, không phải mặt cậu bị đánh đến mức sưng lên sao? Sao nhanh vậy là không sao rồi? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi, là bạn của Lê Uy Long đã chữa cho tớ. Nguyễn Tú Cẩm nói, bạn của Lê Uy Long, có phải là Hà Ngọc Lan không? Chu Nhược Mai hỏi, Hà Ngọc Lan rất xinh đẹp, lại còn giỏi võ, nếu cô ấy cũng biết y thuật thì quả là hoàn mỹ. Không phải là cô ấy, mà là một bác sĩ thiên tài khác tên là Lưu Bảo Thông. Nguyễn Tú Cẩm nói, Lê Uy Long thực sự lại có một vị bác sĩ thiên tài làm bạn sao? Chu Nhược Mai lại ngạc nhiên. Đúng vậy, bác sĩ Đại Thông vừa mới sử dụng một ít thảo dược cho tớ vào tối hôm qua. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, mặt mình đã trở lại hình dạng ban đầu và như không có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Tú Cẩm nói. Khi Chu Nhược Mai nghe Nguyễn Tú Cẩm nói điều này, cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Với cô, Lê Uy Long có rất nhiều bí mật. Anh không chỉ có người bạn thiên thành là một tướng ba sao, còn có một người bạn là chủ tịch siêu cấp giàu có, bây giờ thậm chí còn có thêm một người bạn là bác sĩ thiên tài. Tại sao tất cả các người bạn của anh đều tuyệt vời như vậy? Thật tốt rồi, tối hôm qua mình thật sự rất cảm ơn cậu. Nếu không phải có cậu cứu tớ, hiện tại hậu quả đối với mình không thể tưởng tượng nổi. Cậu khách khí với tớ rồi đấy. Chúng ta là bạn thân với nhau, cậu gặp nạn, đương nhiên tớ phải lao ngay đến cứu. Tuy nhiên, tối hôm qua may mắn là Lê Uy Long đã đến kịp thời cùng với Hà Ngọc Lan, nếu không tớ cũng sẽ không cứu được cậu. Nguyễn Tú Cẩm nói. Chu Nhược Mai nói, nếu không phải cậu ngăn lại rồi gọi điện thông báo cho Lê Uy Long, anh ấy và Hà Ngọc Lan sẽ không biết chuyện đó. Nếu cậu đã nói thế, vậy công lao của tớ là lớn nhất đúng không? Nguyễn Tú Cẩm nói. Tất nhiên, nếu không có cậu, thì cho dù Lê Uy Long có đến thì cũng đã quá muộn. Chu Nhược Mai không muốn đưa công lao cho Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan. Dư Hân, cậu và Lê Uy Long đêm qua lẽ ra nên tình cảm chứ? Nguyễn Tú Cẩm nhớ rằng đêm qua Chu Nhược Mai đã trúng độc, Lê Uy Long nên trân trọng một cơ hội tốt như vậy. Không có, cậu đừng nói linh tinh. Chu Nhược Mai nhớ ra tối hôm qua Lê Uy Long không làm gì cả, bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Không có hả, có phải hay không đó, lẽ ra cơ hội tốt như vậy, anh ấy phải tranh thủ nắm bắt được cơ hội tốt này chứ. Nguyễn Tú Cẩm kinh ngạc hỏi. Đừng nhắc tới cái móng heo to lớn kia nữa, tớ hận anh ta đến chết mất. Chu Nhược Mai nói. Cậu ghét bỏ anh ta cái gì hả? Chẳng lẽ anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc sao, bị điên rồi hả? Nguyễn Tú Cẩm tức giận nói ra. Cậu lại nghĩ cái gì thế? Không biết anh ta có còn là đàn ông không nữa, cả đời này chắc chắn anh ta sẽ còn nguyên tem đến chết. Chu Nhược Mai tức giận nói. Anh ta lại khô khan như vậy sao? Không lẽ phương diện đó có vấn đề? Nguyễn Tú Cẩm có chút nghi ngờ Lê Uy Long bất lực. Ai biết anh ta, đừng nói chuyện này nữa, được không? Chu Nhược Mai cảm thấy xấu hổ và không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này. Được rồi, Dư Hân. Tớ nói thật, cậu phải xem lại Lê Uy Long đi, tớ thấy có rất nhiều phụ nữ thích anh ta đấy. Nguyễn Tú Cẩm nhắc nhở. Cậu thấy ai thích anh ấy? Chu Nhược Mai hỏi. Tớ không biết đó là ai, nhưng tớ cảm thấy, một người đàn ông tốt và hấp dẫn như vậy, hẳn có nhiều phụ nữ phải lòng. Nguyễn Tú Cẩm nói, trước khi có bằng chứng, tất nhiên cô ấy sẽ không chỉ đích danh. Tất nhiên, cô ấy sẽ không nói với Chu Nhược Mai rằng cô ấy cũng rất thích Lê Uy Long. Xuất sắc cái rắm, chẳng phải vừa rồi cậu nghi ngờ anh ta bất lực hay sao? Có người phụ nữ nào mà thích anh ta được, anh ta bình thường như những người khác thì còn lo, còn như vậy thì lo lắng làm gì? Chu Nhược Mai nói. Chương 193 miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lê Uy Long đang làm bữa sáng trong bếp, đột nhiên hắt hơi thật mạnh, anh tự hỏi ai đã mắng mình. Sau khi Chu Nhược Mai ăn sáng xong và đi làm, Lê Uy Long cũng lặng lẽ đi đến tập đoàn Galaxy. Sau đó, Lê Uy Long gọi Ngô Tường Linh đến văn phòng của anh. Giám đốc Tường Linh, về cơ bản vợ tôi đã nắm được tình hình của tập đoàn Galaxy chưa? Lê Uy Long hỏi. Chủ tịch, cô Dư Hân thông minh, chăm chỉ và ham học hỏi, cô
cô ấy là một tài năng hiếm có. Bây giờ cô ấy hiểu rất rõ về tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói, những gì cô ấy nói không phải là để tâng bốc Chu Nhược Mai, mà là quan sát khoảng thời gian này, cô thấy rằng Chu Nhược Mai thực sự rất xuất sắc. Vậy thì tốt, nếu cô ấy đã nắm rõ tình hình của tập đoàn Galaxy, đã đến lúc cô ấy làm chủ tịch rồi. Lệ Uy Long còn rất nhiều việc phải làm, anh thực sự không muốn quan tâm đến chuyện của tập đoàn Galaxy, mà chỉ muốn giao lại cho Chu Nhược Mai để cô sớm tiếp quản. Vâng thưa chủ tịch, nếu anh không muốn tiết lộ danh tính của mình thì anh định dùng lý do gì để vợ mình lên làm chủ tịch tập đoàn Galaxy? Ngô Tường Linh hỏi. Chỉ cần nói với vợ tôi rằng chủ tịch tập đoàn là bạn thân của tôi, cậu ấy muốn ra nước ngoài phát triển nên không có thời gian để quản lý tập đoàn Galaxy, cậu ấy muốn cô ấy làm chủ tịch và quản lý tập đoàn Galaxy thay cậu ấy. Lệ Uy Long nói. Được rồi, vậy hôm nay sẽ để vợ anh lên làm chủ tịch đúng không? Ngô Tường Linh hỏi lại. Đúng vậy, cô chuẩn bị hợp đồng để Chu Nhược Mai làm chủ tịch và chia cho cô ấy 50% cổ phần của tập đoàn Galaxy. Lệ Uy Long nói. Được rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Ngô Tường Linh nói. Sau nửa giờ, Ngô Tường Linh cầm bản hợp đồng và đến văn phòng của Chu Nhược Mai. Giám đốc Dư Hân, tôi có tin tốt muốn nói với cô. Ngô Tường Linh cười nói khi bước vào văn phòng của Chu Nhược Mai. Giám đốc Tường Linh, cô muốn nói với tôi tin tức tốt nào? Chu Nhược Mai hỏi. Là như vậy, chủ tịch của chúng tôi đột ngột ra nước ngoài để phát triển, anh ấy không còn thời gian để quản lý tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói. Chủ tịch muốn ra nước ngoài phát triển, tập đoàn Galaxy sẽ không có lãnh đạo nữa. Đây đâu có phải là tin tốt đâu, Chu Nhược Mai nói. Mặc dù đó không phải là một tin tốt, nhưng đó chắc chắn là một tin tốt cho cô. Ngô Tường Linh nói. Cô nói gì, Chu Nhược Mai bối rối. Chủ tịch là bạn thân của Lê Uy Long đã rời đi, sau này có lẽ sẽ không còn ai lo việc công ty. Trước khi chủ tịch rời đi, anh ấy đã quyết định để cô làm chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói. Cái gì, chủ tịch yêu cầu tôi làm chủ tịch tập đoàn Galaxy? Chu Nhược Mai kinh ngạc đến mức không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, đây là sự thật, chủ tịch đã chuẩn bị hợp đồng để cô trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói. Không được. Giám đốc Tường Linh, cô đừng có đùa giỡn việc này với tôi. Tôi không thể làm được, chủ tịch sao để tôi làm chủ tịch tập đoàn Galaxy được. Tuy rằng tôi không có tài, nhưng tôi vẫn có tự hiểu biết này. Tất nhiên Chu Nhược Mai sẽ không tin đây là sự thật, cho rằng Ngô Tường Linh đang nói đùa với chính mình. Tôi không nói đùa với cô đâu, đây là hợp đồng, chủ tịch giao cho cô chức vụ này. Cô tự mình kiểm tra đi, Ngô Tường Linh nói xong đưa bản hợp đồng cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai cầm lấy hợp đồng, nghiêm túc nhìn nó. Đọc xong cô vô cùng ngạc nhiên, nội dung hợp đồng đúng như những gì Ngô Tường Linh nói, chủ tịch rất muốn bổ nhiệm mình làm chủ tịch mới của tập đoàn Galaxy và chia cho mình 50% cổ phần. Chu Nhược Mai đọc xong hồi lâu không khỏi bồi hồi, cảm giác này còn khó tin hơn cả trúng số độc đắc. Tập đoàn Galaxy là vua trên lĩnh vực kinh doanh của thành phố Đà Lạt. Người bạn thân bí ẩn của Lê Uy Long lại tự để mình làm chủ tịch mà không nói một lời nào, hơn nữa còn cho mình 50% cổ phần, thật không thể tin được. Tập đoàn Galaxy lớn như vậy tự chia cho mình 50% cổ phần, số tiền đó lớn đến mức nào chứ? Đây quả thực là một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Chương 194 bổ nhiệm làm chủ tịch. Giám đốc Dư Hân, nếu hợp đồng không có gì sai, cô có thể ký. Ngô Tường Linh nói khi cô nhìn thấy Chu Nhược Mai sững sờ. Chu Nhược Mai bình tĩnh lại, nói, Giám đốc Tường Linh, tôi mới làm việc cho tập đoàn Galaxy hơn một tháng mà đã được bổ nhiệm làm chủ tịch sao? Tại sao lại coi trọng tôi như vậy? Cô không thể tin đó là sự thật, mặc dù hợp đồng đã ở trước mặt cô. Chủ tịch có con mắt tinh tường, anh ấy đã chọn cô làm chủ tịch tập đoàn Galaxy thì chắc chắn cô phải là người độc nhất vô nhị. Anh ấy sẽ không chọn lầm người. Ngô Tường Linh không biết khen ngợi Chu Nhược Mai nên chỉ có thể nói như vậy. Tất cả đều là do Lệ Uy Long sắp xếp, nếu không có Lệ Uy Long, Chu Nhược Mai sẽ không có ngày hôm nay. Chuyện này, tôi luôn cảm thấy có chút không ổn, Chu Nhược Mai nói. Cô là người hiểu rõ bản thân nhất, mới làm việc ở tập đoàn Galaxy hơn một tháng, cô chỉ là giám đốc phát triển dự án, về trình độ và năng lực thì không thể đến lượt cô được. Giám đốc Dư Hân, cô đang nghi ngờ chủ tịch lừa mình sao? Ngô Tường Linh nói, không, ý tôi không phải vậy. Tôi nghĩ tập đoàn Galaxy có rất nhiều nhân tài. Xét về thâm niên, tôi là thấp nhất,
Tại sao chủ tịch lại chọn tôi? Như vậy cảm thấy hơi kỳ lạ. Chu Nhược Mai nói. Cô cảm thấy rằng nếu ai đó thực sự đảm nhận vị trí chủ tịch thì Ngô Tường sẽ là ứng cử viên sáng giá và xứng đáng nhất. Cô phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào tầm nhìn của chủ tịch. Anh ấy chọn cô làm chủ tịch, chắc chắn có lý do của mình. Cô nhanh chóng ký tên đi. Chỉ cần cô ký hợp đồng, cô ngay lập tức trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói. Chờ đã, để tôi gọi cho chồng tôi trước và thảo luận với anh ấy. Chu Nhược Mai nói. Chuyện quan trọng này cần phải bàn bạc với chồng cô. Ngô Tường Linh bỗng chốc cạn lời. Nếu đổi lại là cô ấy sẽ vui vẻ ký vào hợp đồng ngay lập tức. Không ngờ rằng Chu Nhược Mai lại phải bàn bạc với chồng cô. Vấn đề là, chồng cô là chủ tịch. Đúng vậy, tôi nghe chồng tôi nói rằng chủ tịch là bạn thân của anh ấy. Tôi muốn hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra trước. Chu Nhược Mai nói. Vậy được, cô có thể hỏi ý kiến. Ngô Tường Linh nói. Thế là Chu Nhược Mai lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lê Uy Long. Lê Uy Long đang trong văn phòng chủ tịch không ngờ rằng Chu Nhược Mai sẽ gọi đến, lập tức hỏi, Dư Hân, có chuyện gì vậy? Vĩnh Thiên, người bạn thân chủ tịch của anh sắp ra nước ngoài à? Chu Nhược Mai hỏi. Ừ, anh có nghe cậu ấy nói vậy? Lê Uy Long nói. Anh có nghe thấy anh ấy có nói với anh rằng anh ấy muốn em làm chủ tịch tập đoàn Galaxy không? Chu Nhược Mai hỏi lại. Cậu ấy có nói vậy? Đây đúng là chuyện tốt, anh chuẩn bị gọi điện cho em, không ngờ em lại gọi điện thoại cho anh trước rồi. Lê Uy Long nói, bạn thân của anh tại sao lại để cho em làm chủ tịch nhỉ? Chu Nhược Mai lại hỏi, anh không biết cậu ta nghĩ gì, chắc là do năng lực của em. Lê Uy Long nói, nhưng anh ấy chưa gặp em, làm sao anh ấy biết em có năng lực và tư cách để làm chủ tịch? Chu Nhược Mai lại hỏi, có lẽ là biết thông qua Ngô Tường Linh, em phải tin vào chính mình. Lê Uy Long nói, em chỉ là không quá tin tưởng vào bản thân mình, em không nghĩ mình có khả năng đảm nhiệm cương vị chủ tịch tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai nói, không sao, có Ngô Tường Linh hỗ trợ, em sợ cái gì? Mọi thứ đều là lần đầu tiên, chỉ cần em ngồi ở vị trí này, em sẽ từ từ thích ứng. Em còn chưa thử, làm sao biết mình không có khả năng? Lê Uy Long nói, như vậy, em nghĩ chuyện này hơi kỳ lạ. Có phải bản thân của anh đã phong em làm chủ tịch vì nể mặt anh không? Chu Nhược Mai hỏi. Chương 195 mở cuộc họp công ty. Về phương diện này cũng có một chút yếu tố. Dù sao giữa anh và cậu ấy cũng là anh em sống chết có nhau, các cụ có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu em không được làm chủ tịch thì ai được làm? Lê Uy Long nói. Bạn của anh thật hào phóng, lại cho em 50% cổ phần, đây đúng là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Chu Nhược Mai nói, đối với cậu ta, tập đoàn Galaxy chỉ là một công ty nhỏ, việc chia cho em 50% cổ phần chỉ là chút tiền tiêu vặt của cậu ta, em không cần phải ngạc nhiên. Lê Uy Long nói, 50% cổ phần của tập đoàn Galaxy chỉ là tiền tiêu vặt. Anh ta giàu có cỡ nào chứ? Chu Nhược Mai ngạc nhiên. Anh cũng không rõ, có lẽ nhiều đến mức đến cả cậu ta cũng không rõ. Lê Uy Long nói, tất cả bạn bè của anh giỏi giang như vậy. Tại sao anh lại kém nhất so với tất cả các bạn chứ? Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long cứng họng một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Bạn của anh đã đề nghị em làm hợp đồng với tập đoàn Galaxy. Anh có nghĩ em nên ký nó không? Chu Nhược Mai hỏi lại. Tất nhiên là nên ký tên rồi. Làm sao chúng ta có thể từ chối lòng tốt của cậu ta được? Lê Uy Long nói. Nhưng em sợ làm không tốt sẽ hỏng tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai nói. Không sao đâu, dù em có phá sản nó đi chăng nữa thì cậu ta cũng không cảm thấy mất mát lớn. Tập đoàn Galaxy này chỉ để cậu ta vui chơi và rèn luyện mà thôi. Lê Uy Long nói. Để chơi, Chu Nhược Mai không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Tập đoàn Galaxy được coi là doanh nghiệp lớn nhất thành phố Đà Lạt, là vua trong lĩnh vực thương mại, một tập đoàn lớn như vậy chỉ là để chơi cho vui. Ừ, em đừng chần chừ nữa, mau ký hợp đồng đi. Lê Uy Long nói. Nghe được những lời như thế này của Lê Uy Long, gánh nặng tâm lý của Chu Nhược Mai giảm đi rất nhiều, cô nói, vậy thì em sẽ ký. Thôi, ký đi, dù sao bạn của anh cũng là người có tiền, nếu như em không giúp cậu ấy phá sản, làm sao có thể kích thích cậu ấy kiếm tiền. Lê Uy Long nói, Chu Nhược Mai cứng họng, cô thật không hiểu được suy nghĩ của thế giới người giàu. Tuy nhiên, vì đã chọn làm chủ tịch tập đoàn Galaxy nên chắc chắn cô sẽ không để tập đoàn Galaxy thua trong tay mình. Cô ấy là một người có trách nhiệm,
và cô ấy sẽ cố gắng hết sức để công ty Galaxy ngày càng phát triển, và cô sẽ hoàn thành tốt mọi công việc. Sau khi cúp điện thoại, Chu Nhược Mai nói với Ngô Tường Linh, giám đốc Tường Linh, tôi vừa thảo luận với chồng tôi, anh ấy cũng yêu cầu tôi ký hợp đồng. Tốt rồi, cô mau ký đi, Ngô Tường Linh nói. Được, Chu Nhược Mai nói xong, cầm bút ký lên bản hợp đồng. Sau khi Chu Nhược Mai ký hợp đồng, Ngô Tường Linh cười nói, chúc mừng cô Dư Hân, bây giờ cô đã là chủ tịch của chúng tôi. Từ bây giờ, chúng tôi phải gọi cô là chủ tịch. Giám đốc Tường Linh, đừng khách sáo như vậy. Khả năng của tôi có hạn, sau này cô nhất định phải giúp đỡ tôi rất nhiều. Chu Nhược Mai nói, đột nhiên trở thành chủ tịch, tất cả những điều này dường như là một giấc mơ, quá viển vông. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ tận lực hỗ trợ cô làm tốt. Ngô Tường Linh nói, bây giờ tôi đã là chủ tịch, vậy tiếp theo phải làm gì đây? Chu Nhược Mai đột nhiên trở thành chủ tịch, trong cô có chút bối rối. Tiếp theo, trước tiên cô nên tổ chức một cuộc họp của các giám đốc cấp cao của công ty để thông báo rằng cô đã nhận chức chủ tịch mới của tập đoàn Galaxy, thông báo tin tức này với thế giới bên ngoài. Ngô Tường Linh nói, được, vậy cô hãy giúp tôi triệu tập tất cả các giám đốc cấp cao của công ty lại và mở một cuộc họp. Chu Nhược Mai nói, vâng, tôi sẽ làm ngay đây. Ngô Tường Linh nói với cô một cách rất tôn trọng, rồi bước ra khỏi văn phòng để triệu tập một cuộc họp với các giám đốc cấp cao của công ty. Chương 196 Phản ứng của nhà họ Chu. Lệ Uy Long biết rằng Chu Nhược Mai sẽ sớm đến làm việc tại văn phòng chủ tịch, vì vậy anh lặng lẽ rời đi và rời khỏi tập đoàn Galaxy. Hôm nay Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã dẫn quân đến chiếm đoạt tài sản của nhà họ Trương và người của bang Liongate, đưa số tài sản này vào kho bạc nhà nước. Lưu Bảo Thông ở lại bệnh viện và tiếp tục điều trị cho Kiều Vi và ông Lê Hùng Thanh. Sau khi Lệ Uy Long rời khỏi tập đoàn Galaxy, anh không vội đi tìm Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy tính sổ mà đến bệnh viện thăm ông Lê Hùng Thanh và Kiều Vi. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp được bọn họ, cho nên không cần gấp gáp. Người bên ngoài đều không biết bang Liongate đã bị quét sạch, chỉ là thấy Đà Lạt đột nhiên trở nên yên bình. Tất nhiên, nhiều người cảm thấy không thể giải thích được về sự biến mất đột ngột của nhà họ Trương bang Liongate ở thành phố Đà Lạt. Làm thế nào một thế lực lớn như vậy có thể đột nhiên biến mất được? Khi Ngô Vi triệu tập cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Galaxy và thông báo rằng Chu Nhược Mai đã trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Galaxy, tất cả các giám đốc cấp cao đều bị sốc. Tất cả đều thắc mắc làm thế nào mà vị chủ tịch bí ẩn chưa từng gặp mặt lại chọn Chu Nhược Mai, người vừa đến làm việc trong tập đoàn Galaxy, làm chủ tịch mới. Tuy nhiên, có một sự thật trớ trêu rằng Chu Nhược Mai đã là chủ tịch mới, và họ chỉ có thể chấp nhận và ủng hộ cô. Ngay khi tin tức Chu Nhược Mai là chủ tịch của tập đoàn Galaxy được đưa ra, cả thành phố Đà Lạt như bùng nổ. Không ai có thể ngờ rằng Chu Nhược Mai lại trở thành chủ tịch ngay sau khi cô về làm việc cho tập đoàn Galaxy được một tháng. Mọi người đều đưa ra những suy đoán khác nhau, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người còn đồn đoán rằng Chu Nhược Mai, đệ nhất mỹ nhân thành phố Đà Lạt được vị chủ tịch bí ẩn bao nuôi, còn vị chủ tịch đó thì bị nhục dục làm cho mở mắt. Nếu không, Chu Nhược Mai làm sao có thể trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy? Lúc này, tại nhà họ Chu, bà nội, hôm nay có một tin tức gây chấn động ở thành phố Đà Lạt. Chu Hoàng Lâm chạy vào nói với bà Hoàng. Tin tức gì mà gây chấn động cả thành phố Đà Lạt? Bà Hoàng hỏi. Bà nội, cháu vừa nhận được tin chị gái cháu đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Galaxy. Chu Hoàng Lâm nói. Cái gì, Dư Hân trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy? Bà Hoàng không thể tin vào tai mình được nữa. Đúng vậy, tin tức này là sự thật. Bây giờ tin tức đang được đài truyền hình đưa tin ở khắp mọi nơi, toàn bộ thành phố Đà Lạt đã bùng nổ. Chu Hoàng Lâm nói. Thật sự quá tốt rồi. Không ngờ Dư Hân lại tài giỏi như vậy, trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy. Bà Hoàng hào hứng nói. Mẹ, đây chính là bản lĩnh của Dư Hân nhà chúng ta. Ngay cả chủ tịch tập đoàn Galaxy cũng có thể làm được. Tô Ánh Tuyết khi nghe tin cũng rất phấn khích. Đúng vậy, Dư Hân từ nhỏ đã thông minh và có năng lực, mẹ biết cháu gái mẹ chắc chắn sẽ có triển vọng. Bà Hoàng vui vẻ nói. Những người khác trong gia đình Chu rất ngạc nhiên khi biết Chu Nhược Mai đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy, họ không thể ngờ được cô có thể làm được như vậy. Lúc đầu, Chu Lệ Ngọc với sự giúp đỡ của Trần An Huy, đã có được hợp đồng hợp tác với tập đoàn Galaxy, họ đã rất vui vẻ rồi. Và bây giờ, Chu Nhược Mai lại trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy.
Nghĩ đến việc họ châm chọc Lê Uy Long và Chu Nhược Mai và đuổi hai người ra khỏi nhà, tất cả đều rất hối hận. Bây giờ Dư Hân là chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Từ giờ trở đi, nhà họ Chu của chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi. Tô Ánh Tuyết nói. Đúng vậy, nếu đã có chuyện vui như vậy, tối nay chúng ta tổ chức tiệc gia đình đi, mời Dư Hân trở lại dùng bữa tối. Bà Hoàng muốn bày ra một bữa tiệc gia đình mời Chu Nhược Mai trở lại ăn tối để chúc mừng cháu gái. Vậy con sẽ gọi cho Dư Hân ngay để thông báo với nó sẽ trở lại ăn tối vào tối nay. Tô Ánh Tuyết nói. Được rồi, con là mẹ của Dư Hân, con gọi điện cho nó là thích hợp nhất, bà Hoàng nói. Các bà mẹ luôn cậy nhờ con cái, giờ Chu Nhược Mai đã là chủ tịch tập đoàn Galaxy, ngay lập tức vị trí của Tô Ánh Tuyết trong nhà họ Chu đã được cải thiện rất nhiều, ngay cả bà cụ Chu cũng phải nhìn bà với ánh mắt khác. Vì vậy Tô Ánh Tuyết liền gọi điện thoại cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai đã kết thúc cuộc họp, ngay sau khi cô di chuyển đến văn phòng chủ tịch, điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô nghe máy và biết rằng đó là mẹ của cô, Tô Ánh Tuyết đang gọi. Chương 197 công việc bận rộn. Mẹ, có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Dư Hân, mẹ nghe nói rằng con đã là chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Có thật không? Tô Ánh Tuyết xác nhận trước, bởi vì tin tức quá sốc, nếu bà không nghe chính miệng Chu Nhược Mai xác nhận thì sẽ không tin được. Đúng vậy, sao mẹ biết tin nhanh vậy? Chu Nhược Mai nói. Điều đó thực sự tuyệt vời. Mọi thông tin bây giờ đã lan truyền khắp nơi, tất nhiên là mẹ đã biết. Tô Ánh Tuyết nói. Mẹ gọi điện cho con, ngoài hỏi chuyện này ra, còn có chuyện gì nữa không? Chu Nhược Mai vừa mới lên làm chủ tịch còn rất nhiều việc phải làm, cô không có thời gian nói chuyện phiếm với mẹ cô Tô Ánh Tuyết. Ừ, tất nhiên là có chuyện. Bà của con rất vui khi biết rằng con đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy nên tối nay muốn tổ chức một bữa để liên hoan gia đình, muốn mời con đến tham dự. Tô Ánh Tuyết nói. Lại tổ chức tiệc gia đình sao? Con vừa mới trở thành chủ tịch, con hiện giờ đang rất bận. Con có thể không thể về nhà ăn liên hoan cùng cả nhà tối nay được. Chu Nhược Mai nói. Muộn cũng được, cả nhà đều có thể chờ con. Con là nhân vật chính, tan sở con hãy trở về ăn cơm tối. Tô Ánh Tuyết nói. Con không muốn quay lại nhà ăn tối trong lúc này. Chu Nhược Mai nói. Tại sao, hiếm khi bà của con vui vẻ như vậy, con hãy trở về dùng bữa với cả nhà đi. Tô Ánh Tuyết không ngờ Chu Nhược Mai sẽ từ chối, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Mẹ, không phải con không nể mặt, mà là bởi vì Lê Uy Long đã biết mẹ đuổi bố nuôi ra khỏi biệt thự rồi bị bang Lion và nhà họ Trương giết chết. Bây giờ nếu con quay về nhà ăn cơm thì Lê Uy Long nhất định sẽ cùng con về nhà, e rằng anh ấy sẽ không nhịn được mà tính sổ với mẹ. Chu Nhược Mai nói. Cái gì, Lê Uy Long đã biết chuyện này? Tô Ánh Tuyết đột nhiên hoảng sợ. Đúng vậy. Nếu con không thuyết phục được anh ấy, bây giờ mẹ có thể sẽ bị anh ấy giết chết. Chu Nhược Mai nói. Cậu ta, làm sao biết chuyện này? Con đã nói cho cậu ta biết đúng không? Tô Ánh Tuyết run rẩy hỏi. Đương nhiên con không nói cho anh ấy biết. Chính anh ấy đã điều chỉnh camera giám sát khu biệt thự và nhìn thấy mẹ. Chu Nhược Mai nói. Trong biệt thự của cậu ta có cài đặt camera giám sát. Tô Ánh Tuyết sửng sốt. Đúng vậy. Trước đây con không biết rằng có gắn camera giám sát ở hành lang. Chu Nhược Mai nói. Vậy thì tốt hơn hết con không nên quay lại nhà mình ăn cơm tối nay. Tô Ánh Tuyết mồ hôi ướt đẫm chảy ròng ròng. Bà biết rằng Lê Uy Long rất tàn nhẫn và có thể làm bất cứ điều gì. Vậy thôi, không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây. Chu Nhược Mai nói. Được, vậy hiện tại cả nhà sẽ không quấy rầy con nữa. Tô Ánh Tuyết nói xong liền cúp điện thoại trước. Bà Hoàng cũng nhìn thấy Tô Ánh Tuyết mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, bà hỏi, Lệ Bình, con làm sao vậy? Con không sao, Tô Ánh Tuyết nói. Không bị sao là tốt rồi, Chu Nhược Mai có trở về ăn tối không? Bà Hoàng hỏi. Dư Hân nói vừa lên làm chủ tịch, còn nhiều việc phải làm nên không thể về ăn tối nay được. Đương nhiên, Tô Ánh Tuyết sẽ không nói ra chuyện bà đuổi Dương Văn Diệp ra khỏi biệt thự và không dám gặp Lê Uy Long. Dù bận rộn đến đâu. Dư Hân nó sẽ về nhà, đúng không? Hay bây giờ Dư Hân làm chủ tịch thì bắt đầu coi thường nhà mẹ đẻ, không còn coi ai ra gì? Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Dư Hân vừa mới trở thành chủ tịch, thực sự rất bận. Con bé có rất nhiều công việc, phải tiếp khách hàng rất nhiều, vì vậy Dư Hân sẽ không thể về ăn tối nay. Nếu sau này con bé rảnh thì sẽ về. Tô Ánh Tuyết nói. Thôi, nếu Dư Hân bận như vậy thì tổ chức tiệc gia đình sau. Bà Hoàng có chút không vừa lòng nói.
Chu Nhược Mai trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy, đương nhiên cô rất hạnh phúc. Đến tối, cô dặn Lê Uy Long rằng cô không về ăn cơm nhà mà sẽ ra ngoài liên hoan. Một chuyện vui như vậy, đương nhiên cô sẽ chia sẻ cho người bạn thân nhất của mình là Nguyễn Tú Cẩm, cùng Nguyễn Tú Cẩm đi ăn tối. Nguyễn Tú Cẩm biết tin Chu Nhược Mai đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy, đương nhiên cô ấy cũng rất vui mừng, cô ấy vui vẻ đồng ý với Chu Nhược Mai tối nay ăn mừng. Khi ngủ vào ban đêm, Lê Uy Long ngủ ở sàn trong phòng của Chu Nhược Mai. Hôm nay, Chu Nhược Mai rất sảng khoái, tâm trạng cô rất tốt, khi về đến nhà cô vẫn còn đang rất phấn khích. Anh ngủ dưới sàn, có lạnh không? Chu Nhược Mai đột nhiên hỏi Lê Uy Long đang ngủ một mình trên sàn. Chương 198 ngủ dưới đất rất lạnh. Không lạnh, hồi đó, khi còn là một người lính, anh còn từng ngủ ở dưới tuyết cơ. Lê Uy Long nói mà không cần suy nghĩ. Chu Nhược Mai nghiến răng nghiến lợi, con heo lớn này lại khoác lác cái gì rồi, không chém gió thì chết hay sao? Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nhưng anh lại khoe khoang nói rằng anh có thể ngủ trong băng tuyết, thật không thể hiểu nổi. Được rồi, vì anh thích ngủ trên sàn nhà như vậy, thì cứ tiếp tục ngủ đi. Chu Nhược Mai tức giận nói. Khi Lê Uy Long nghe Chu Nhược Mai nói lời này, anh sửng sốt, lúc này mới nhận ra rằng cô có ý muốn ngủ với mình. Anh hận không thể tự tát vào mồm mình, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ. Em vừa rồi nói cái gì? Anh nghe không rõ. Lê Uy Long muốn vãn hồi lại nên cố ý hỏi. Em nói, nếu anh đã thích ngủ trên sàn nhà như vậy, vậy thì hãy tiếp tục ngủ trên sàn nhà đi. Chu Nhược Mai nói. Không phải câu này, mà là câu cuối cùng. Lê Uy Long nói. Không nói gì hết, anh ngủ trên sàn nhà đi. Chu Nhược Mai không muốn nói chuyện với Lê Uy Long. Lê Uy Long khóc không ra nước mắt. Nếu Chu Nhược Mai có thể cho mình thêm một cơ hội và hỏi anh sàn nhà có lạnh hay không, anh nhất định sẽ nói là lạnh, quá lạnh. Đáng tiếc, Chu Nhược Mai đã không cho mình cơ hội. Trời ơi, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lần sau sẽ đến bao giờ. Vài ngày sau, một sự việc xảy ra khiến thành phố Đà Lạt nổi bão tố. Tập đoàn Vương Lôi do người Đông Quốc đầu tư đột nhiên xuất hiện ở thành phố Đà Lạt. Nguồn vốn và quy mô được đầu tư vào tập đoàn Vương Lôi mạnh hơn tập đoàn Galaxy nhiều. Hơn nữa tập đoàn Vương Lôi giống như tập đoàn Galaxy, đều tập trung vào bất động sản. Rõ ràng, tập đoàn Vương Lôi sẽ cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn Galaxy. Tập đoàn Vương Lôi giàu có và hào phóng, đã phát triển hai khu vực ở phía Nam và phía Tây thành phố. Số lượng dự án lớn hơn tập đoàn Galaxy rất nhiều. Nhà họ Phan và nhà họ Trần là những gia tộc trước kia bị tập đoàn Galaxy ngừng hợp đồng hợp tác, bây giờ lại được tập đoàn Vương Lôi ưu ái, khiến họ trở thành đối tác. Nhà họ Phan và nhà họ Trần vô cùng hạnh phúc khi có thể loại bỏ được tập đoàn Galaxy. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp từng hợp tác với tập đoàn Galaxy nay đã từ bỏ hợp tác và chuyển sang hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Thậm chí, nhiều nhân viên đã bỏ việc và đến làm việc tại tập đoàn Vương Lôi. Chỉ vài ngày sau khi Chu Nhược Mai trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, bất ngờ xuất hiện một tập đoàn Vương Lôi giàu có, gặp phải một đối thủ mạnh, điều này khiến cô lâm vào cảnh khốn đốn. Chủ tịch, hiện tại rất nhiều nhân vật ưu tú trong công ty chúng ta lần lượt từ chức và đến làm việc tại tập đoàn Vương Lôi. Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm cách. Giám đốc nhân sự chạy đến báo cáo với Chu Nhược Mai. Một số người thà không nhận số lượng còn lại mà từ chức. Sao anh lại để họ đi? Chu Nhược Mai tự hỏi. Một số người thà không nhận số lượng còn lại, còn không thèm từ chức đã đi thẳng rồi, tôi cũng không có cách nào. Trưởng phòng nhân sự nói. Còn chưa nhận lương mà đã chạy, những người này điên rồi sao? Chu Nhược Mai nói. Tôi nghe nói tập đoàn Vương Lôi đưa ra mức lương rất cao, cũng đủ để bù đắp cho sự mất mát cho sự từ chức của họ. Vì vậy, rất nhiều người đã chạy đến tập đoàn Vương Lôi. Giám đốc nhân sự nói. Chương 199 cố gắng nghĩ cách. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chu Nhược Mai cảm thấy rất nhức đầu. Tập đoàn Vương Lôi này không chỉ chống lại tập đoàn Galaxy của chính mình, mà còn cướp nhân tài của phe mình. Cứ thế này thì tập đoàn Galaxy sẽ xong đời. Đối mặt với tình huống này, Chu Nhược Mai thực sự trở tay không kịp, không còn cách nào. Cô đã phải triệu tập Ngô Tường Linh đến văn phòng của mình, nhờ cô ấy giúp tìm ra giải pháp. Chủ tịch Tường Linh, hiện tại đã xảy ra chuyện này rồi, rốt cuộc chúng ta nên làm gì đây? Chu Nhược Mai hỏi. Chủ tịch, tôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ, cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó. Ngay cả Ngô Tường Linh,
một người phụ nữ mạnh mẽ đã làm việc chăm chỉ trong thương trường nhiều năm cũng bất lực trước tình huống này. Hiện tại nhiều đối tác đã phá vỡ hợp đồng, các dự án mà chúng ta phát triển cũng bị tê liệt, nhiều nhân tài cũng đổ xô đến tập đoàn Vương Lôi. Nếu không nghĩ ra giải pháp, tập đoàn Galaxy của chúng tôi sẽ không tồn tại được lâu, chúng ta sẽ đối mặt với khủng hoảng phá sản. Chu Nhược Mai nói, một công ty lớn như vậy chi phí rất lớn, một khi dừng lại thì tổn thất sẽ rất nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng phá sản. Tôi biết, hiện tại tôi cũng rất lo lắng, nhưng đây là tình huống chưa từng xảy ra, nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Ngô Tường Linh nói, tập đoàn Vương Lôi này lại liều mạng tiêu tiền như vậy, làm thế thì được ích lợi gì chứ? Chu Nhược Mai hỏi, tập đoàn Vương Lôi này đột ngột ra đời và trở nên vô cùng giàu có. Có lẽ chỉ muốn tiêu diệt tập đoàn Galaxy của chúng ta, sau đó trở thành người nắm quyền mới của thành phố Đà Lạt. Ngô Tường Linh nói, tôi cũng nghĩ rằng mục đích của họ là như thế. Sau khi phá chúng ta, họ sẽ hạ giá đối tác và nâng giá nhà lên. Chu Nhược Mai nói, thời gian gần đây chúng ta không còn mạnh như họ, rất khó để đấu tranh về giá với họ. Nói một cách phũ phàng, tập đoàn Galaxy đã đến ngưỡng diệt vong rồi. Ngô Tường Linh nói, tôi mới nhận chức chủ tịch được vài ngày mà lại để tập đoàn Galaxy phá sản, tôi chắc chắn sẽ bị người ta cười chết mất. Cách duy nhất bây giờ là liên lạc với chủ tịch cũ của chúng ta và yêu cầu anh ấy nhanh chóng trở về nhà và phụ trách tình hình. Chu Nhược Mai nói, Ngô Tường Linh mồ hôi đầm đìa, chủ tịch trước chính là chồng cô mà. Tuy nhiên, cô ấy không dám tiết lộ bí mật, chỉ có thể nói, chủ tịch trước mới ra nước ngoài nên có lẽ anh ấy không về kịp. Nếu cô muốn anh ấy quay lại, cô có thể nhờ chồng mình. Vì hai người đó là bạn bè, có thể anh ấy sẽ nghe lời chồng cô nói. Ngô Tường Linh nói cô ấy muốn Chu Nhược Mai nói với Lê Uy Long về những khó khăn của tập đoàn Galaxy, để Lê Uy Long nghĩ ra cách giải quyết. Được rồi, tối nay sau khi về, tôi sẽ nói với anh ấy. Chu Nhược Mai nói, cô thực sự không muốn tập đoàn Galaxy bị thất bại trong tay mình, cô phải nói chuyện với Lê Uy Long về vấn đề này và bảo anh gọi chủ tịch trước về để giải quyết khó khăn trước mắt. Đến tối, Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai trở lại, cau mày hỏi, Dư Hân, sao em lại cau mày? Chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi sao? Đúng vậy, lần này em đã gặp rắc rối lớn. Chu Nhược Mai nói. Rắc rối lớn là gì? Lê Uy Long hỏi. Anh đã nghe nói rằng có một tập đoàn Vương Lôi ở thành phố Đà Lạt mới ra đời, đúng không? Chu Nhược Mai hỏi. À, anh cũng có nghe nói chút, nhưng em biết đấy, anh không quan tâm đến việc kinh doanh, anh chỉ có nghe nói đến tập đoàn Vương Lôi, nhưng cũng không rõ lắm. Lê Uy Long nói. Anh thực sự không quan tâm đến kinh doanh. Từ khi Chu Nhược Mai được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn Galaxy, anh chưa bao giờ hỏi về điều này. Trọng tâm của anh bây giờ là điều tra các quan chức tham nhũng ở thành phố Đà Lạt và chuẩn bị đưa họ ra trước công lý. Tập đoàn Vương Lôi không chỉ tăng giá và cướp đi đối tác của chúng ta, mà còn trả giá cao để cướp đi những nhân viên cốt cán. Giờ đây, nhiều đối tác đã phá vỡ hợp đồng và nhiều nhân tài của công ty cũng đã đầu quân cho tập đoàn Vương Lôi. Tập đoàn Galaxy của chúng ta đã rơi vào trạng thái đình trệ. Chu Nhược Mai nói, còn có chuyện như vậy sao? Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tập đoàn Vương Lôi này chính là muốn hạ bệ tập đoàn Galaxy, cũng không biết có phải vì thù oán với người bạn của anh, chủ tịch trước của tập đoàn Galaxy không? Chu Nhược Mai nói, chương 200 sẽ xoay chuyển tình thế. Khi Lê Uy Long nghe Chu Nhược Mai nói điều này, anh thầm nghĩ rằng mình có rất nhiều, nhưng anh chưa từng có kẻ thù nào trong giới kinh doanh. Bây giờ không có cách nào để anh có thể đảo ngược tình thế sao? Lê Uy Long hỏi. Không có, trước tình hình này, ngay cả Ngô Tường Linh cũng không có cách nào. Hiện giờ tập đoàn Galaxy đã đến lúc cấp bách, phải nhanh chóng liên lạc với chủ tịch trước để giải quyết vấn đề. Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long toát mồ hôi hột, anh là cựu chủ tịch của tập đoàn Galaxy, nếu để cho mình, một người không biết gì về kinh doanh đứng ra chủ trì tình hình chung thì sẽ chỉ càng tệ hơn và chỉ đẩy nhanh sự phá sản của tập đoàn Galaxy. Người bạn đó của anh đã đi nước ngoài, cậu ta nói có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết nên tạm thời không thể trở về được. Lê Uy Long nói. Thế thì phải làm sao đây? Nếu anh ta không quay lại, tập đoàn Galaxy sẽ bị phá sản trong tay em mất. Chu Nhược Mai nói. Em không cần lo lắng. Nếu tập đoàn Galaxy phá sản, bạn anh cũng không để ý, càng không trách em. Lê Uy Long nói một cách thờ ơ. Lúc đầu, việc Chu Lệ Ngọc có được hợp đồng với tập đoàn Galaxy khiến anh và Chu Nhược Mai bị cười nhạo. Trong cơn tức giận,
anh đã đề xuất với Thiên Thành ra điều kiện để mua lại tập đoàn Galaxy để cải thiện địa vị của Chu Nhược Mai. Tập đoàn Galaxy này, anh vốn dĩ mua cho Chu Nhược Mai chơi, nếu phá sản cũng không có gì to tát. Nhưng em không muốn tập đoàn Galaxy bị tiêu diệt trong tay mình. Một khi em đã nhậm chức, nếu tập đoàn Galaxy bị tiêu diệt trong tay em, sau này em phải nhìn mặt mọi người ra sao chứ? Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long cảm thấy những gì Chu Nhược Mai nói là có lý, khi mua tập đoàn Galaxy, anh vốn dĩ muốn nâng cao địa vị cho cô mà để cô làm chủ, nếu phá sản ngay khi vừa nhậm chức thì chẳng phải là trò đùa sao? Ông chủ của tập đoàn Vương Lôi là ai? Lệ Uy Long hỏi, các cụ có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Đầu tiên phải hiểu rõ hoàn cảnh của đối thủ để tìm ra điểm yếu của đối phương. Ông chủ của tập đoàn Vương Lôi tên là Vĩnh Kim Bảo. Chu Nhược Mai nói. Lai lịch của Vĩnh Kim Bảo là gì? Lệ Uy Long hỏi lại, anh chưa từng nghe nói qua người này. Em không biết, em chỉ biết tên ông ta tên là Vĩnh Kim Bảo, những thứ khác em không biết. Thôi, không sao, bây giờ em chờ xem chuyển biến, chắc chắn có ngày sẽ xoay chuyển được tình thế, chuyển bại thành thắng. Lệ Uy Long nói, chỉ dựa vào em, có cách nào để lật ngược tình thế được không? Chu Nhược Mai ngạc nhiên nói, cô chỉ biết Lệ Uy Long đã từng đi lính và biết chiến đấu. Trước đây cô chưa từng thấy anh đi công tác hay làm việc, giờ anh nói có thể giúp cô xoay chuyển bại thành thắng, cô không thể tin được. Xin em hãy tin anh sẽ có cách. Lệ Uy Long nói rất nghiêm túc. Được, vậy thì em sẽ tin tưởng anh. Nhìn thấy Lệ Uy Long nói nghiêm túc như vậy, Chu Nhược Mai không còn cách nào khác, đành phải tin tưởng anh một lần nữa. Bởi vì lần trước khi anh nói rằng anh có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng bùng nổ ở thành phố Đà Lạt cũng nghiêm túc như vậy. Cuối cùng, anh đã làm được. Cô phát hiện ra rằng một khi Lệ Uy Long trở nên nghiêm túc, dường như không có gì anh không thể làm. Lệ Uy Long tranh thủ lúc Chu Nhược Mai tắm xong, trở về phòng và gọi điện cho Thiên Thành. Anh Thiên, buổi tối anh gọi tôi là có chuyện gì cần dặn dò sao? Thiên Thành hỏi, anh ấy biết rằng Lệ Uy Long nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì sẽ không gọi cho anh ấy. Chỉ cần Lệ Uy Long gọi điện, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 200.